Liều mạng dụng công, thực sự đã liều mạng dụng công chưa? Gần đây phiêu miểu các nhiều lần có người bị mất tích hoặc mộ hại, nghe nói là có người bị cửu thành ép, nóng lòng đào móc manh mối. Tin đồn, đây chỉ là tin đồn ta nghe được thôi, tin đồn vẫn chỉ là tin đồn không thể coi là thật, không thể coi là thật. Tin đồn, ba người quan, Cù, Ngô đều bỗng nhiên chấn động, ánh mắt nhìn nhau, như bỗng hiểu rõ ra gì đó vậy. Chỉ trong chấp nhoáng, ba người đều hiểu ra, trong lòng ba người điên cuồng gào thét. Khó trách, trước đó đã cảm thấy kỳ lạ vì sao những môn phái khác đào cái đã có manh mối của vụ án, trước đây nhân viên đốc tra của các phái đều không khác mấy, tại sao những môn phái khác lại đột nhiên nâng cao khả năng như vậy. Chuyện liên quan tới sinh tử, nhân viên đốc tra của phái mình theo lý thuyết cũng sẽ cố gắng nỗ lực mới đúng. Náo loạn hồi lâu, hóa ra vấn đề ở chỗ này. Hiểu rồi, thảo nào phiêu miểu các nhiều lần có người mất tích ở thời điểm này, thực sự hiểu rồi. Mặc dù Tây Hải Đường không nói tỉ mỉ nhưng ba người nghe cái đã hiểu, có thể nói là hoàn toàn hiểu ra vấn đề. Cũng hiểu được vì sao Tây Hải Đường không chịu nói rõ ràng, việc này có thể nói rõ được sao. Ba người tạm thời không nói gì, mỗi người mắt đều lóe sáng, mỗi người đều có ý xấu riêng. Một đệ tử của huyết thần điện lắc mình tới bẩm báo. Sư Tôn, bệ hạ truyền lời mời ba vị trưởng môn đi trước một bước. Khụ khụ, cù phiên ho khan một tiếng, chắp tay với Tây Hải Đường, nói. Tây Hải Huynh, bệ hạ triệu kiến, hẳn là có chuyện gì gấp gáp, không tiện trì hoãn nữa, xin cáo từ ở đây. Tây Hải Đường mỉm cười, không tiến, quan cực thái thì chắp tay nói, chỉ bảo của Tây Hải Huynh, bọn ta đã nhớ kỹ. Tây Hải Đường nhất thời nghiêm mặt nói, nói gì mà khó hiểu vậy, ta có nói gì đâu. Ngô Thừa Vũ, đúng vậy đúng vậy, ân tình này bọn ta nhớ kỹ trong lòng. Sắc mặt Tây Hải Đường hơi trầm xuống, ta không hiểu các ngươi đang nói cái gì ba người chạm mắt nhau tỏ ra đã hiểu đối với phản ứng của đối phương sau đó cùng nhau chắp tay nói đã làm phiền rồi cáo từ tây hải đường chắp tay đáp lễ không tiến ba người rời đi luôn chờ một chút thì thấy ba con tỏa kỵ phi cầm bay lên không trung tây hải đường đứng ở trên sườn núi nhìn theo khách đã đi xa khóe miệng nở nụ cười quỷ dị suy bụng ta ra bụng người đám trưởng môn của những đại môn phái này tiếp sau sẽ làm như thế nào gã biết rõ cũng tin bọn họ nhất định sẽ làm như thế sắp rơi đầu đến nơi rồi nếu có một con đường sống mở trước mắt bọn họ tại sao lại sợ bọn họ không làm chứ nghĩ đến chuyện sắp xảy ra tây hải đường khẽ vuốt tay cười ha hả rồi lẩm bẩm hay thực sự là quá hay cái gọi là hay là đang chỉ tin đồn chỉ tin đồn mà nghiêu hữu đạo tung ra rằng muốn trưởng môn các phái đi làm nhân viên đốc cha trước vẫn không cảm thấy có cái gì hay ho hiện tại xem ra uy lực của tin đồn nho nhỏ này thật sự là cực kỳ xuất sắc tuyệt không thể tả hậu quả đã có thể tưởng tượng được một khi các đại phái bên ngoài đều làm như vậy thì sẽ vô cùng náo nhiệt, sợ là phiêu miểu các cũng ăn không tiêu nổi. Quan trọng nhất là đều kéo các đại phái xuống nước, bây giờ bọn họ sẽ thật sự không sợ bị tra xét nữa. Như Hữu đạo đã truyền lời nhắc nhở tới mọi người, chuyện đã đến mức này, sau đó mặc kệ cửu thánh muốn tra phái nào, phái đó sẽ lập tức chạy lấy người, bên cạnh đó sẽ lập tức tung ra tin đồn, nói cửu thánh đang bắt cóc nhân viên của phiêu miểu các. Lời đồn này vừa xuất hiện, các phái trải qua chuyện tốt sẽ đều phải chạy lấy người quy mô, động tính đó cho dù là ai cũng phải phỏng đoán, nhiều người như vậy, cha như thế nào đây? Có đôi lời không thể trách được ai, cửu thánh thì sao? Nhằm vào việc kiểm tra các phái, đến lúc đó không thể lại tra tiếp được, cũng không có biện pháp nào tra ra. Đừng nói là tra ra bọn họ, cửa ải trước mắt phiêu miểu các làm sao sinh tồn được cũng là một vấn đề. Cửu thánh có thể giải quyết được việc nội bộ trong phiêu miểu các hay không cũng là một vấn đề. Trước còn lo chạy trốn sau đó sẽ gặp phải sự càn quét của phiêu miểu các Bây giờ bên cạnh việc nắm giữ không ít bí mật, nếu thật sự đi tới bước phải chạy trốn thì không sợ nội bộ phiêu miểu các không có ai mật báo. Phiêu miểu các đã như cái sàng đón gió khắp nơi mà còn muốn tiêu diệt bọn họ. Tiêu diệt thế nào được, Cửu Thánh có khả năng biết bấm độn còn tạm được, trước mắt còn có một lợi ích, một khi bởi vì chuyện như này mà đứng lên hiệu lệnh các môn phái chạy trốn, bí mật vô lượng quả trên người mình sẽ có thể tiếp tục che giấu, không cần lo nội bộ môn phái khai báo ra. Chỉ riêng nước cờ này đã cứu sống cả bàn cờ rồi đã làm được chuyện cửu thánh muốn kiểm tra trong nội bộ phiêu miểu các đi vào ngõ cụt. Nếu dám cứng rắn tiếp tục ra lệnh thì sẽ sụp đổ như băng giải. Bây giờ gã thực sự tâm phục khẩu phục như hữu đạo, tâm tính của mình cũng được thong dong bình tĩnh đi không ít. Hoàng cung Tống Quốc, trưởng môn của tam đại phái nghe lệnh mà tới, hoàng đế bệ hạ của Tống Quốc ngô công lĩnh tự mình ninh tiếp. Sau khi mời mọi người ngồi vào trong lầu, quan cực thái nhìn khí sắc miệt mài quá độ của ngô công lĩnh một lượt, không nhịn được mà nhắc nhở một câu. Bệ hạ, nữ sắc tuy đẹp nhưng cũng phải tiết chế lại, dựa vào dược vật bổ hư cũng không phải biện pháp lâu dài, dễ tổn hại tới tuổi thọ. chương 2022, bắt đầu động thủ 2. Nghe vậy, Cù Phiên và Ngô Thừa Vũ cũng không nhịn được để ý tới khí sắc của Ngô Công Lĩnh, thật sự là khiến người ta không biết nên nói cái gì cho phải. Mới leo lên ngôi vị hoàng đế chưa được bao lâu đã làm to bụng của mười mấy phi tử rồi, còn có cả vài cung nữ có dáng vẻ không tệ trong cung nữa, năng lực gieo mầm có thể nói là cường hãn. Loại việc riêng tư trong cung đình này bọn họ vốn không muốn tham gia vào, nhưng vị này thực sự là hơi quá rồi, sợ ảnh hưởng tới chính sự. Lời của quan trưởng môn chấm nhớ kỹ, ngô công lĩnh cười khan, liên tục gật đầu, vị này là một người khá nông cạn, ba người đoán rằng chưa chắc y đã nghe lọt tai, vì chuyện này cũng không đáng để phí miệng lưỡi nhiều. Ngô thừa vũ hỏi, bệ hạ triệu chúng ta tới là có chuyện gì? Ngô công lĩnh mới phất tay cho tất cả những người khác lui xuống, sau đó mới thấp giọng nói chấm nghe nói tới một vài chuyện có liên quan tới phiêu miểu các, còn có vài tin đồn liên quan tới cửu thánh, không biết ba vị trưởng môn dự định thế nào. Ba người nhìn nhau, cù phiên nói, chuyện của giới tu hành bọn ta tự có phương pháp ứng phó, không nhọc phiền bệ hạ quan tâm. Có thể không quan tâm sao? Hoàng đế của các quốc gia cùng các đại phái có ai là không lo lắng? Chẳng những thái thúc hùng quan tâm, trong lòng mô công lĩnh cũng hơi lo lắng, một khi tam đại phái không ứng phó thỏa dáng tất sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ tống quốc ba vị trưởng môn, đây là việc đại sự, còn cần suy nghĩ cho đại cục, mong rằng các vị hãy cẩn thận ứng phó. Hoàng cung Tấn Quốc, trong khí vân tông phòng thủ nghiêm mật, bên cạnh nhà thủy tạ, thái thúc phi hoa đang viết chữ, bên cạnh có một tên đệ tử đứng chắp tay. Sau một lúc trầm mặc, thái thúc phi hoa đột nhiên hỏi. Có thể xác nhận không? Đệ tử hồi bẩm thỉnh thoảng có thể nghe được tin đồn, không thể xác nhận được là thật hay giả, nếu muốn xác định cũng không tìm được người, chuyện như thế này cũng không tiện tìm người truy hỏi khắp nơi được chỉ có điều đệ tử cho rằng việc này chắc là thật thái thúc phi hoa yên lặng gật đầu ta thấy kỳ lạ là sao lại đột nhiên mỗi người đều biến thành cao thủ tra án cảm thấy như gan đều to lên có con đường tra án khắp nơi thảo nào người của phiêu miểu các lại âm thầm biến mất như vậy đệ tử nói cũng đều bị ép buộc mà thôi muốn chỉnh đốn phiêu miểu các e rằng đây chính là kết quả mà cửu thánh mong muốn sư tôn sớm chuẩn bị đi thôi thái thúc phi hoa ý của ngươi là ta có thể phải vào thánh cảnh tiếp nhận chức vụ của Sơn Hải trưởng lão. Đệ tử, lo trước khỏi họa dù sao vẫn tốt hơn, nhớ đâu Sơn Hải trưởng lão tìm đúng con đường cung cấp manh mối, bảo toàn được Sơn Hải trưởng lão thì cũng có thể tránh việc sư tôn phải vào trốn nguy hiểm đó. Thái thúc phi hoa buông tiếng thở dài, hiện nay thế cục trên chiến trường có lợi với khí vân tông ta, nếu bị cuốn vào việc này, một khi chuyện bại lộ thì hậu quả khó mà liệu được. Đệ tử nói, sư tôn yên tâm, việc này ta sẽ bí mật xử lý, tuyệt đối không liên lụy tới sư tôn, nếu xảy ra chuyện, một mình ta gánh chịu. Ngươi gánh nổi hay sao? Nếu thật sự bị bại lộ, nói sau lưng ngươi không có ai làm chủ, phiêu miểu các có thể tin sao? Thái thúc phi hoa ngửa mặt lên trời từ từ nói, quên đi, khí vân tông bao nhiêu đời tâm huyết mới có được ngày hôm nay, không thể bị hủy trong tay ta được, nếu thật sự không thể thể tránh được việc đi tới thánh cảnh, nếu tính mạng của một mình ta có thể bảo toàn được cả gia tộc, tộc trưởng như ta cũng sẽ chấp nhận. Sư tôn, Đệ tử hơi nóng này, tiền đồ của y gắn với thái thúc phi hoa, nếu thái thúc phi hoa sụp đổ, y cũng hết chỗ dựa. Không thể bàng quan đứng nhìn được, được rồi, thái thúc phi hoa lên tiếng cắt lời, ý ta đã quyết, việc này đừng nên nhắc lại. Thiên đô phong, phiêu miểu các, nhà quang minh đi nhanh vào trong biệt, nhìn thấy sắc mặt của hóc không thì bước chân chuyển nhẹ nhàng, đặt một sắc hồ sơ lên bàn, nhắc một câu. Nhân viên đốc tra lại tra ra 11 tên gây rối, thỉnh điều nhân thủ trong phái hiệp trợ truy nã về điều tra. Xoạt, hoặc không ngồi sau án kiện đột một gạt tay qua, đồ trên bàn bay hết ra ngoài rơi loạn đầy đất. Rõ ràng có người đang gây rối. Phẫn nộ đứng lên, hoặc không chỉ vào giấy tờ rơi đầy đất. Người nói cho ta biết, ta nên tra tiếp hay không đây? Vẻ mặt của nhà quang minh khó xử, cũng biết sự khó xử của vị này. Thánh cảnh bắt bên này xác định và quét sạch nội bộ, tra xét chéo tất cả nhân viên trong nội bộ phiêu miểu các. Kết quả là trong nội bộ không ngừng xuất hiện nội gian, chẳng nhẽ lại để nội gian đi thăm dò nội gian hay sao? Kết quả cha ra có thể tin được sao? Giả sử thật sự trước tiên giải quyết vấn đề mà đốc tra các phái cha ra, cùng cha với chuyện xuất hiện tầng tầng nội gian còn không biết tra tới ngày tháng năm nào. Việc này như một vòng tuần hoàn chết, làm thế nào cũng không phải. Không bằng tấu lên thánh tôn, ra lệnh cho nhân viên đốc cha của các phái tạm dừng việc đốc tra. Nhạc Quang Minh thử hỏi một câu, người bảo ta mở miệng thế nào? Hoặc không hỏi ngược một câu, sau một lúc đi tới đi lui thì chợt dừng bước, nói. Người mang hết hồ sơ án thuộc chuyện này ra đây rồi tự mình tới thánh cảnh một chuyến, trình báo tình tiết vụ án lên trên, mời thánh tôn định đoạt đi. Trong mật thất Nam Châu, Vân Cơ lại đưa tới một sấp manh mối nội gian trong phiêu miểu các, cũng nói thêm. Tin tức trong ngoài thánh cảnh đều đúng chỗ, mỗi bên đều đã chuẩn bị xong. Vùi ở trên ghế, như hữu đạo liền cầm lên tùy tiện liếc nhìn một chút rồi liền buông xuống. Những chuyện hư hỏng này, Người và ta đều nhìn chán rồi, giao cho Hồng Nương cả đi. Trước tiên chúng ta cần chuyên tâm xử lý chuyện trong điệp mộng huyễn giới đã, dựa theo kế hoạch về thời gian và các bước mà ta đã bày ra, lần lượt đưa tin cho mỗi bên, bắt đầu động thủ đi. Phân cơ, nhớ bên lữ vô song không có phản ứng thì làm sao bây giờ? Nghiêu hữu đạo, không có phản ứng thì ta cũng chẳng có biện pháp nào, dù sao cũng phải thử xem, bằng không nếu cửu thánh chen nhau tới, chỉ sợ thánh la sát sẽ gặp nguy hiểm, có thể giảm thiểu thì cứ cố gắng giảm bớt thôi lần này coi như ta xin lỗi ngân nhi na ngật hóa vậy, hy vọng nàng không sao. Vân cơ, một khi ngươi quyết định hạ thủ chuyện gì chưa bao giờ thấy ngươi do dự, cảm giác lần này ngươi đã nhân từ nương tay rồi, hình như ngươi đang cố gắng quan tâm tới nàng. Mặt nghiêu hiểu đạo không chút thay đổi, không phải như ngươi nghĩ đâu, ngươi phải hiểu điểm này, cửu thánh vào từng người một, nếu không thể giết, chỉ cần bọn họ không trở lại tiết lộ tin tức, đám còn lại cũng sẽ bị thuận thế dụ vào một lượt. Nếu tiến vào từng người mà còn có thể sống được trở về, lần này công sức chúng ta thử cũng sẽ thất bại, đi vào từng người cùng với việc vào toàn bộ có khác biệt sao? Toàn bộ vào chỉ tăng xác suất thất bại của Thánh La Sát, ý của ta ngươi có hiểu không? Vân Cơ hơi suy nghĩ một chút, gật đầu đã hiểu, phát hiện làm chuyện như vậy thì vị này vẫn am hiểu hơn, suy tính cũng thích đáng hơn, chu đáo chặt chẽ có thừa. Nói đơn giản chút thì Thánh La Sát có thể đánh thắng được một bộ phận trong Cửu Thánh, mới có thể đánh thắng một phần khác ngay cả một bộ phận cũng đánh không thắng thì đừng nói tới toàn bộ. Đối phó với từng nhóm một thể tăng sát suất thành công của Thánh La Sát, cũng có thể đảm bảo an toàn nhất cho Thánh La Sát. Đạo lý này nói ra thì rất đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể vận dụng được. Đây chính là sự tranh lệnh giữa người và người. Rốt cuộc phân cơ cũng hiểu rõ vì sao phải nghĩ hết cách tách một nhóm trong cửu thánh ra cũng càng cảm nhận được sự tranh lệch giữa mình và vị này. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân mà nàng, hoặc là một đám người khác nguyện ý theo Ngưu hữu đạo, chương 2023, Ngân Cơ Phu Nhân. Để Ngân Nhi Na Ngật Hóa cứng đối cứng với cửu thánh, trong lòng như Hữu Đạo biết rõ, lần này không thành công thì sẽ đẩy Ngân Nhi vào chỗ chết. Mà sở dĩ dám cho Ngân Nhi tới thử một lần là bởi vì mấy câu nói của lão tộc trưởng hồ tộc là Ngân Cơ, nếu có thánh la sát há có thể để cửu thánh dễ dàng quật khởi được. Điều này nói rõ Ngân Cơ tán thành thực lực của Ngân Nhi. Còn Vân Cơ cũng đã từng giao thủ với Ngân Nhi, tự nhận là hoàn toàn không phải đối thủ của Ngân Nhi nhưng ngân cơ nói là năm đó ngân nhi có thể ngăn chặn không cho cửu thánh quật khởi bây giờ ngân nhi đã bị phong ấn mấy trăm năm hiện tại thực lực của cửu thánh đã đến bậc nào rồi không phải người bình thường có thể hiểu được khả năng gặp nguy hiểm của ngân nhi là rất lớn khiến tâm tình của hắn rất trầm trọng đó cũng không phải mong muốn của hắn hắn tựa lưng ở ghế tâm lực tiêu tụy chậm rãi phất tay đi chấp hành đi thuận tiện giao phó lại chuyện đang làm với hồng nương chúng ta cũng nên đi đầu hành động rồi Vân cơ nhìn thấu sự uể oải bất chợt về thể xác và tinh thần của hắn, giọng nói mềm đi, hỏi. Đi đâu, Ngưu Hữu đạo, đi điệp mộng huyến giới. Vân cơ kinh ngạc, chúng ta cũng đi, Ngưu Hữu đạo than thở. Có thể dụ được thành công hay không, hoặc là có thể dụ được bao nhiêu tới, ta cũng không nắm chắc. Một khi động thủ trong điệp mộng huyến giới, người ngoài rất khó biết rõ tình huống trong đó, chỉ e vạn thú môn cũng rất khó biết được. Ta không nắm được tình huống, có một số việc không có cách nào phán đoán được chúng ta không đích thân đi một chuyến không được đâu. Được, vân cơ gật đầu xoay người đi sắp xếp, biển rộng mênh mông, sóng lên sóng xuống, trên một lục địa vắng vẻ vô danh. Đội ngũ nhân viên truy tìm nhóm người trông coi vô lượng viên bỏ trốn hạ xuống đất bằng, triển khai tìm kiếm. Báo, phía trước phát hiện vết tích đống lửa, dấu vết còn mới. Người lùng bắt lập tức tiến tới, tìm được đống lửa, sau đó nhìn dấu chân bên cạnh đống lửa, đi lục soát thẳng vào trong núi. Cuối cùng, một đám người vây bên ngoài một cửa hang trong núi, người cầm đầu ra giấu tay, hình thành trận tam giác, từng nhóm năm người chậm rãi đi vào. Tiếng cạch cạch đột nhiên vang lên trong động sen lẫn mấy tiếng kêu thảm thiết, hai thi thể bay ra ngoài, sau đó, một thân ảnh lóe lên ra bên ngoài động, ngạo nghễ đứng đó. Trong mấy người vây ngoài cửa động có người nhận ra người mới ra khỏi động, kinh ngạc nói. Ngao Phong, không sai, người hiện thân từ trong động chính là Ngao Phong. Mắt lạnh lẽo đảo qua mọi người, không nói hai lời, thân hình lóe lên chợt xuất thủ tàn sát truy đuổi người dễ dàng như chém dưa thái rau đánh nhẹ nhàng như không đào mắt bị giết tới thất linh bát lạc người còn sống nhao nhao thoát đi tứ tán không trốn không được căn bản họ không phải đối thủ của ngao phong bóng ngao phong lóe lên bốn phía truy sát người bỏ trốn xung quanh cuối cùng cùng còn sót lại hai người trốn vào biển rộng mênh mông thoát được lắc mình lên bờ dậy sóng trào ngao phong chậm rãi thở ra một hơi vẫn không tiếp tục đuổi giết hai tên bỏ trốn vội hoặc là cố ý thả cho trốn. Người bỏ trốn hắn nhận ra, cố ý thả hai người của vô hư thánh địa thoát được. Đây là do bên Ngưu Hữu Đạo giao phó, cũng nói rằng phải nghiêm khắc dựa theo thời gian và kế hoạch của Ngưu Hữu Đạo mà chấp hành. Ngao Phong không biết rõ vì sao Ngưu Hữu Đạo phải làm như vậy nhưng vẫn nghe theo chấp hành. Đến tình trạng hôm nay rồi, chỉ cần không phải nguy hiểm chí mạng rõ ràng, chỉ lệnh của Ngưu Hữu Đạo, hắn sẽ chấp hành không nói hai lời. Bất chấp được hay không được, bằng không cho dù hắn có tu vi cao, nếu dám kháng lệnh thì ở hoang trạch tử địa sẽ không còn đất dung thân cho hắn nữa. Huống chi hắn biết, hoang trạch tử địa còn có một lão tộc trưởng hồ tộc có thực lực mạnh hơn hắn, hắn không thể không tuân mệnh được. 12 trái vô lượng quả, hắn chiếm được một trái mới tạo thành hắn của ngày hôm nay, cho nên hắn hiểu được, hôm nay như hữu đạo nắm giữ thực lực rất mạnh mẽ trong tay rồi. Còn hắn bây giờ đã không còn lựa chọn khác, đã chọn đứng về phe nghiêu hữu đạo. Tần độ, lão nhân trong đại la thánh địa tóc đã trắng xóa tuổi tác cũng không nhỏ lúc này ông ta đang cưỡi một con tòa kỵ phi cầm dẫn theo hai gã tùy tùng trở về từ một điểm tuần tra quay lại đại la thánh địa một thân ảnh từ dưới bay lên nhanh chóng đuổi theo tòa kỵ phi cầm bay ngang hàng người đến tay áo nhẹ bay ngân thường hoa mỹ dung mạo trói lọi như nắng đẹp không thể tả chỉ là trong thần thái ung dung mang theo ý phiền muộn nhàn nhạt hai tên tùy tùng kinh hãi cả kinh không biết nên nói gì cho phải không phải là bởi vì dung nhãn mỹ lệ của người tới mà là đối phương có thể ở trên không trung phi hành song song như thế, tu vi của đối phương chẳng phải là. Nhưng mà trong cửu thánh, bọn họ chưa từng thấy nhân vật như thế. Tần độ thì trợn to hai mắt, có thể nói là tràn đầy sự khó tin, hầu kết run lên một lúc mới lắp bắp nói. Phu, phu nhân, người tới chính là lão tộc trưởng hồ tộc ngân cơ, đôi mắt của ngân cơ sáng linh động nhìn ông ta, khẽ vuốt cằm mỉm cười. Lão Tần, bao năm không gặp rồi miệng tần độ khô khốc nói phu nhân thật là người sao giao cái này cho hắn ngân cơ lấy ra một phong thư ngón tay búng một cái ném cho đối phương tần độ nhận được thì cầm xem một chút lại nhìn đối phương phát hiện ngân cơ đã rẽ hướng khác nhanh chóng đi về một nơi khác rồi ông ta dõi mắt nhìn cho tới khi bóng người hoàn toàn biến mất thì mới lần nữa nhìn phong thư trong tay hắn trong miệng đối phương ông ta đương nhiên biết là ai chấp sự nữ nhân này là ai vậy ngài quen sao một tên tùy tùng hỏi vẻ mặt của tần độ phức tạp không ngờ thật sự không ngờ nàng ta lại còn sống quay đầu nhìn hai tùy tùy phía sau cảnh cáo giữ cái miệng của các ngươi cho tốt coi như cái gì cũng không nhìn thấy bằng không không ai bảo vệ được mạng của hai người các ngươi đâu với kinh nghiệm nhiều năm ở đại la thánh địa của ông ta ba người gặp được nữ nhân này còn sống không biết là may mắn hay bất hạnh vâng hai tên tùy tùng mặc dù nghi hoặc trong lòng nhưng vẫn chắp tay lĩnh mệnh chỉ thầm nhủ trong lòng mà thôi tăng nhanh tốc độ, sau khi tới Đại La Thánh Địa, tần độ không quay về thượng phong lĩnh mệnh mà đi thẳng tới Đại La Thánh Điện, còn dẫn theo hai tên tùy tùng. Không cho hai tên tùy tùng rời khỏi tầm mắt của ông ta, cũng không để hai người tiếp xúc hoặc nói chuyện với bất kỳ kẻ nào, trước tiên trực tiếp dẫn tới Đại La Thánh Điện. Đã ở Đại La Thánh Điện nhiều năm, có thể sống tới giờ, ông ta biết rõ cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Ông ta không có tư cách đi thẳng vào Thánh Điện, đương nhiên phải thông báo với thủ vệ ở bên ngoài thủ vệ cũng hơi ngoài ý muốn, vị này lại muốn gặp mặt trực tiếp với Thánh Tôn, hơn nữa thái độ cường ngạnh, hỏi có chuyện gì cũng không chịu nói, chỉ nói nhất định phải gặp mặt Thánh Tôn mới có thể nói được. Nhìn thấu có chuyện khẩn yếu, thủ vệ nhanh chóng đi vào thông báo, chờ một lúc liền đi ra phất tay nói một tiếng. Thánh Tôn bảo ngươi đi vào, tần độ gật đầu, quay lại căn dặn hai tên tùy tùng. Các ngươi chờ ở đây, không cho phép tự ý rời khỏi, không được Thánh Tôn căn dặn, không cho phép nói chuyện với bất kỳ kẻ nào, hiểu chưa? vâng hai tên tùy tùng chắp tay lĩnh mệnh trong lòng cũng căng thẳng chỉ bằng vào bọn họ muốn nói chuyện cùng người khác lại cần thánh tôn đồng ý mới được sao tần độ ngẩng đầu nhìn trời ổn định tâm tình mới nhanh chóng đi vào trong thánh điện có người dẫn ông ta đi thẳng đến phía sau thánh điện nhìn thấy la thu đang ở trong hiên các chơi cờ với đệ tử lục chi trường nhìn thấy tần độ bình thường không lộ buồn vui nhưng nay la thu lại hơi cười biết vị này mặc dù không có bản lĩnh gì nhưng cũng là một người thành thật có trách nhiệm ánh mắt trở lại trên bàn cờ, lạnh nhạt nói. Lão Tần, có chuyện gì mà không gặp mặt ta thì không thể nói. chương 2024, Thánh La sát hiện thế một Tần Độ lướt nhìn Lục Chi Trường, chắp tay nói. Lục tiên sinh, xin tạm thời tránh mặt, cầm cờ trong tay, Lục Chi Trường chố mắt không nói, khá ngoài ý muốn. Vị này tuy là lão nhân của Đại La Thánh Địa nhưng không có tư cách nói chuyện với mình như vậy, nhưng dù sao cũng là trước mặt La Thu, không khỏi nhìn phản ứng của La Thu. La Thu cũng khá bất ngờ, chỉ có điều vẫn nghiêng đầu ra hiệu với gã. Vì vậy Lục Chi Trường bỏ quân cờ xuống đứng dậy, lúc đi qua người tần độ không khỏi nhìn chăm chú hơn chút. Ngồi đi, La Thu tự tay ra hiệu ở phía trước mặt, không dám, tần độ không người từ chối. La Thu cười nhạt, ngươi là lão nhân của thánh địa, ở đây cũng không còn người ngoài nữa, không cần tuân theo mấy quy củ đó. Đối với người thành thật có trách nhiệm, người không có dã tâm gì, lại là lão nhân đã cống hiến nhiều năm, hắn đối đãi khá rộng lượng, bình thường gặp thậm chí sẽ chủ động chào hỏi làm người ta thụ sủng nhược kinh cũng có thể nói là một phương pháp làm lung lạc lòng người chỉ có điều nhìn thấy ông ta vẫn không dám ngồi thì cũng không miễn cưỡng người đi rồi có chuyện gì nói đi tần độ trầm giọng nói thánh tôn thuộc hạ phụng mệnh ra ngoài tuần tra trên đường trở về gặp một người gặp được phu nhân la thu dương mắt lên trong chốc lát không phản ứng kịp phu nhân phu nhân nào đáng để ông ngạc nhiên như vậy tần độ gần từng chữ Ngân cơ phu nhân, con người của La Thu đột nhiên co lại, chậm rãi đứng lên ra khỏi bàn cờ, mặt đối mặt nói. Lão Tần, ông biết ông đang nói gì không? Thuộc hạ không thể tin được, khó mà tin, lại gặp được phu nhân vốn dĩ đã qua đời, đây là thư mà phu nhân đưa cho thuộc hạ. Hai tay Tần Độ dâng lên một phong thư, không người kể tường tận sự việc một lượt. Sau khi nghe xong, gương mặt La Thu căng lên, mắt nhìn tròng chọc phong thư, pháp nhãn tỉ mỉ kiểm tra một lượt, chuyện suýt nữa bị lật thuyền trong mương ở vô lượng viên ông ta còn nhớ rõ sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới nhận tin vào tay mở phong thư ra cẩn thận kéo giấy ở bên trong chậm rãi mở ra nhìn qua thì là một tấm địa đồ vừa nhìn liền biết đó là bản đồ của hoang trạch tử địa nhìn không hiểu là có ý gì chỉ có điều mặt sau lại có chữ viết lật lại xem chữ viết này mới là nội dung chủ yếu trong thư thể chữ ông ta rất quen thuộc sau khi xem rõ nội dung trong thư môi la thu mấp máy chậm rãi khép thư lại, dương mắt lên. Lão Tần, người nói còn có hai người nữa cũng gặp được phu nhân. Tần Độ nói, vâng, hiện tại đang ở ngoài điện, thuộc hạ dẫn bọn họ tới thẳng đây và đã nghiêm cấm họ tiếp xúc, trao đổi với bất kỳ kẻ nào khác. La là Thu, làm đúng rồi, hai người kia để lại đây đi, ông không cần để ý đến nữa. Ông là lão nhân mà ta tin tưởng, nên biết cái gì nên cái gì không nên nói, việc này ông cứ xem như chưa từng phát sinh, ta không hy vọng nghe được lời đồn vớ vẩn nào, hiểu chưa tần độ đã hiểu la thu ông về đi vâng tần độ chắp tay lùi lại mấy bước mới xoay người rời đi bên cạnh không còn ai nữa la thu lần nữa mở thư trong tay ra lần nữa xem lướt qua nội dung trong thư sắc mặt dần âm trầm sau đó lật thư lại dò xét bản đồ lần này rốt cục đã xem hiểu bản đồ rồi bên trên biểu thị một nơi nào đó bảo la phương phỉ tới gặp mặt ý đại khái của ngân cơ trong thư là nhớ mong nữ nhi muốn gặp nữ nhi một lần hy vọng La Thu có thể mở một con đường, cho nàng ta gặp mặt nữ nhi một lần. Nàng ta đã vẽ lại địa điểm sẽ đợi nữ nhi, hẹn trước thời gian và địa điểm gặp mặt. Phương, thư bị ông ta phá hủy, hô hấp hơi gấp, trước đó ông ta chỉ là hoài nghi ngân cơ còn sống, chưa thể hoàn toàn xác định. Lúc này, nhìn thấy bút tích của ngân cơ, lại có tần độ tận mắt nhìn thấy, xác nhận ngân cơ quả nhiên còn sống. Năm đó chỉ ép móc đi thụ nhãn, cho là nàng ta sẽ chết mới không tiếp tục hạ độc thủ, không ngờ nhất thời nương từ mà nay để lại hậu họa nếu không phải vạn bất đắc dĩ ông ta không thể nào để la phương phỉ biết mẫu thân mình là hồ tộc bằng không còn không biết sẽ náo loạn tới mức nào lại không thể để cho tám thánh còn lại biết được bằng không sẽ có thêm phiền phức khác hoặc trở thành sự chê cười của thiên hạ tám người khác tất sẽ buộc ông ta phải tiêu diệt hồ tộc hồ tộc không phải nói có thể tiêu diệt là có thể tiêu diệt được nhưng một khi ông ta rơi vào thế yếu sẽ bị người ta không ngừng lấy cái cớ đó ra để ẩn ý để lại hậu hoạn vô cùng ngân cơ à ngân cơ vì sao còn phải lộ diện chứ mặt la thu lo lắng lầm bầm lầu bầu tần độ ra khỏi thánh điện không dẫn hai tên thủ hạ rời đi mà để hai người tiếp tục ngây người ở đây sau đó liền đi xuống núi trong lòng ông ta cũng vô cùng phiền muộn và không đành lòng ông ta có thể tưởng tượng được kết quả của hai tên thủ hạ này sẽ như thế nào trước ông ta còn nghĩ lạc quan một chút nhìn sau khi nhìn thái độ của la thu lại thấy la thu nói cần nghiêm khắc bảo mật thì biết rõ hai người này không sống được có thể tha mạng cho ông ta coi như là nể tình phá lệ khai ân rồi, nào có chỗ trống cho ông ta biện hộ. Không ngoài dữ liệu của ông ta, sau đó hai tên thủ hạ đã nhanh chóng bị xử tử, hai người cũng chết mà không hiểu tại sao, chỉ vì đã gặp được người không nên gặp. Thiên Đô Phong, phiêu miểu các, một gã chấp sự bước nhanh vào trong điện, dâng tình báo lên. trưởng lệnh, vạn thú môn đưa tin, nhà quang minh tới thánh cảnh rồi, tạm do vị chấp sự này thay thế giải quyết mọi chuyện. Ngồi sau án kiện đã bể đầu sứt chán, khuôn mặt hoắc không sốt ruột, cười lạnh nói. Nhân viên đốc cha của vạn thú môn không phải ở thánh cảnh sao? Vạn thú môn cũng bắt đầu tham gia náo nhiệt rồi ư. Nói đi, cha ra cái gì rồi? Chấp sự vội hỏi, trường lệnh, không phải sự vụ đốc cha, là do vạn thú môn phát hiện ra tung tích của thánh la sát ở điệp mộng huyến giới. Cái gì? Hoắc không chợt đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc, chấp sự báo lại, nói rõ từng chữ. Vạn thú môn phát hiện tung tích của thánh la sát ở điệp mộng huyễn giới. Hoắc không cầm thư xé ra kiểm tra, sau đó nhìn thì ngạc nhiên cười nhạt nói: thật sự là kỳ lạ, còn ngại chưa đủ loạn hay sao? Thánh La Sát vẫn chưa bao giờ lộ diện lại chạy ra ngay lúc này giúp vui, thật đúng là gặp quỷ rồi, không đến mức có người có thể cấu kết với Thánh La Sát chứ? Cầm báo cáo suy nghĩ một hồi, nói thật hắn thật sự muốn đi xem Thánh La Sát rốt cục là có dáng dấp như thế nào, cũng có thể mở mang tầm mắt. Nhưng mà quá nhiều việc quấn thân, không có cách nào thoát được, chỉ có thể trả lời. Lập tức truyền tin tới thánh cảnh, không được xảy ra sai lầm. Vâng, chấp sự lĩnh mệnh rời đi. Bên trong Thiên Lam Thánh Điện, cầm mật báo trong tay, sắc mặt Lam Đạo Lâm trầm lại. Đệ tử Thanh Cửu khoanh tay đứng lặng ở một bên, mật báo là do y đưa tới, nhân viên đốc cha của Huyền binh tông ở Tề Quốc truyền mật báo tới, nhân viên đốc cha của Huyền binh tông liên lạc trực tiếp với Lam Đạo Lâm, chỉ có điều ở bên ngoài thánh cảnh, cảnh nội thánh cảnh là do yến quốc bao quát. Huyền binh tông cha gia được được mạng lưới báo tin của gia cát trì còn nắm được người đứng phía sau bức tử Hồng Vận Pháp, chuyện của Hồng Vận Pháp dường như lại liên quan tới Lam Minh. Huyền binh tông không biết nên xử trí thế nào, không biết có nên tiếp tục đào sâu thêm hay không, khẩn cấp báo cáo cho bên này. Chuyện còn chưa biết thực hư, nhưng ước đoán có khả năng cao là thật. Thanh Cửu lặng im đứng đó cảm thán, không ngờ cái chết của Hồng Vận Pháp cũng là do Lam Minh làm, đứa con trai này của Sư Tôn sau lưng không biết còn làm bao nhiêu chuyện tốt, chắc chắn phải làm Sư Tôn cực kỳ tức giận. Ngay cả con trai ruột cũng không đáng tin làm cho những đồ đệ như bọn họ rơi vào tình cảnh rất xấu hổ. chương 2025, Thánh La sát hiện thế 2. Hi. Hiện tại y cũng không biết rốt cuộc là ai đang làm trò quỷ, gần đây nhân viên đốc tra của các phái điều tra với hiệu quả rất mạnh, tạo ra kỳ công khiến cho trên dưới phiêu miểu các đều phải bằng hoàng. Thật tình không biết huyền binh tông cũng rất bất đắc dĩ, không biết người nào đưa tới hai manh mối, tra một cái lại tra tiếp được tới Lam Minh, tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể báo cáo lên. Nhiệt tử, Lam Đạo Lâm Trần nói một tiếng, hung hăng vào mật báo trong tay lại thành một cục, hỏi những người khác không biết chứ? Thanh cửu Trần trừ nói Huyền binh tông khá là đúng mực, hẳn là sẽ không dám nói lung tung. Lam Đạo Lâm từ từ nói, nói cách khác, nếu tiếp tục đào bới theo con đường này có thể tìm được tung tích của tên nhiệt tử kia, hẳn là có thể. Thanh cửu yếu ớt đáp một câu, thật sự là không biết nên đáp như thế nào. Y đoán sư tôn không muốn để Lam Minh rơi vào tay người khác không gì khác hơn là phải tự thân xuất mã. Nguyên nhân rất đơn giản, gần đây phiêu miểu các như một cái sàng lọt gió, việc này có muốn thì sợ là cũng không lừa gạt được, huống chi còn là do huyền binh tông nhận được manh mối, nào có chuyện tốt như vậy. Mà không gạt được tất phải tra xét, nếu cần phải tra thì không khỏi cân nhắc tới chuyện ra các chỉ rất có thể đang đi cùng Lam Minh, đây không phải là hậu quả mà ai cũng có thể dọn dẹp được. Nói cách khác, rất có thể sẽ kinh động tới một trong cửu thánh động thủ, Trước đó tám thánh gạt bên này để động thủ chính là vết xe đổ. Sư Tôn sao có thể để người khác tham gia được, cho dù muốn thanh lý môn hộ cũng phải đích thân xử quyết, rơi vào tay những người khác không biết sẽ nói ra cái gì không nên nói. Chí Ít sau khi xa lưới để Sư Tôn âm thầm đứng phía sau kiểm soát tình hình, có chết cũng phải chết dứt khoát, sao có thể bị người khác lợi dụng để làm nhục bên này được. Chí Ít con trai của Lam đạo lâm không nên có dáng vẻ sợ chết cầu xin tha thứ để cho người khác thưởng thức được. Người xem làm thế nào thì làm ta tự mình đi một chuyến, xem tình huống. Ném lại một câu nói rồi làm Đạo Lâm lóe lên rời đi, quả nhiên là tự thân xuất mã. Sư Tôn, người đến rồi, vô hư thánh điện, từ thiếu đông mang hai tên nhân viên của vô hư thánh địa đang căng thẳng tới, chính là hai người trước đó đã may mắn thoát được từ tay của Ngao Phong. Tham kiến thánh tôn, hai người cung kính hành lễ, đốc vô hư chậm rãi xoay người, nhìn hai người đó. Hai người các người xác nhận người nọ chính là đệ tử Ngao Phong của Diệp Niệm một người nói bẩm thánh tôn không thể sai được bọn ta đều nhìn thấy rõ ràng tên còn lại liên tục gật đầu phụ họa đốc phô hư các ngươi nói tu vi của ngao phong có thể đã đột phá đến nguyên anh kỳ người nọ khẩn trương trả lời không sai được ạ à, thực lực cường hãn chúng ta chạy tứ tán hắn ngang nhiên truy sát khắp nơi kể tường tận chuyện xảy ra một lượt nghe báo cáo xong đốc phô hư chắp tay đi qua đi lại trước nghỉ sau mất tích khỏi vô lượng viên đồ tôn ngao phong lại đã đột phá đến nguyên anh kỳ. Mà đồ đệ diệp niệm trông coi vô lượng viên cũng mất tích. Nói cách khác, vô lượng viên bị trộm 12 trái vô lượng quả, hai thầy trò mất tích này rất có thể đều có phần, thảo nào đều mất tích. Trong lòng đốc vô hư phẫn nộ dâng lên cảm giác bị lừa dối lớn lao. Ngày phòng đêm phòng, cướp trong nhà khó phòng, dù thế nào cũng không ngờ việc vô lượng quả bị trộm có liên quan đến đệ tử của mình. Tức giận hơn cũng đau đầu, Trước đó người nhầm vào chuyện của Gia Cát chỉ khơi màu biến ở vô biên các là ông ta, bây giờ nếu chuyện của thầy trò Diệp Niệm mà bị lộ ra, ông ta không tránh được mang tiếng vừa ăn cướp vừa la làng, giá họa rời đi mục tiêu, che giấu hiểm nghi của mình. Người khác không nói, làm đạo lâm sẽ nói trước tiên, ông ta sẽ đối lý không có cách nào biện minh. Một khi việc này bị phát hiện, làm đạo lâm nhất định sẽ sống chết ôm chuyện này không nhả, trả thù vụ trước đó. Nhưng mà chuyện cũng đã xảy ra rồi, không thể làm như không có chuyện gì xảy ra được, chủ yếu là phải tìm người. Sau đó lập tức sai người bí mật tiến hành lùng bắt, ông ta cũng tự thân xuất mã, tới nơi chuyện xảy ra kiểm tra vết tích còn lại. Có một số việc dù sao vẫn cần đích thân xác nhận một lượt mới được, không thể để người khác nói cái gì thì là cái đó. Bản thân ông ta chính là cao thủ Nguyên Anh Kỳ, từ dấu vết lúc đánh nhau có thể nhìn ra được có phải thực sự là do tu sĩ Nguyên Anh Kỳ xuất thủ hay không. Mặt khác, theo lý thuyết, sau khi bị phát hiện ra tung tích, Ngao Phong không thể tiếp tục ở lại chỗ đó được, nhưng cũng phải đề phòng Ngao Phong sẽ nghĩ tới chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Xác định, Vô Song Thánh Điện, Lữ Vô Song đang ngâm mình trong hồ tắm phía sau Sa Mạn quay đầu lại đặt câu hỏi, đôi mắt sáng hơi lé lên. đệ tử An Du Nhi ở bên ngoài Sa Mạn nói sẽ không thể lầm được. Bên yêu ma lĩnh truyền tới tin tức nói Phùng Quan Nhi để lại tin nói là muốn đi tìm La Chiếu. Bên ma cung hơi rối loạn, bọn họ đoán sau đó Viên Cương mất tích là do đi tìm Phùng Quan Nhi rồi. Lữ vô song suy nghĩ một hồi, chợt cười khẩy nói. Vì một nữ nhân như vậy, vì vợ của người khác lại cố sống cố chết ngay cả tính mạng cũng không để ý tới, vị kia đúng là một người si tình. Sau đó không cần nói nhiều lời nữa, nhanh chóng tắm sạch cơ thể một lượt, thay y phục chuẩn bị lộ mặt. Tươi mát thoát tục, chân ngọc lướt như bay dặn dò một câu. Coi sóc nhà, người liền ra khỏi vô song thánh điện, vút lên cao mà đi, nhanh chóng biến mất ở phía xa. Thánh la sát, đại nguyên thánh điện, trong tiếng ca dễ nghe, kỹ thuật nhảy mạn rượu, nằm trên ghế cắn hạt dưa và trái cây, nguyên sắc cầm báo cáo tấm tắc kinh ngạc. Vậy mà lại hiện thân, lời đồn rằng Thánh La Sát ngộ ở Thương Tụng Hành Cung, tìm được Thánh La Sát cũng sẽ có thể tìm tới Thương Tụng Hành Cung. Nguyên Phi ở bên hiếu kỳ hỏi, ở trong Thương Tụng Hành Cung có gì vậy? Nguyên sắc cười ha hả nói, chính là bởi vì không biết có cái gì cho nên mới muốn tìm xem. Năm đó người đứng đầu thiên hạ chính là nhân vật có thể phá tan hư không, người nghĩ thử xem là cảnh giới và tu vi bậc nào. Có thể so với thần tiên, trong di chỉ có thứ gì cũng rất đáng để mong chờ. Hiện nay có dấu vết có thể tìm được di chỉ thương tục, chỉ có thể mò theo nó thôi. Nguyên Phi gật đầu, nói như thế, đích thực là đáng để mong chờ. Thân thể mập mạp của Nguyên Sắc bỏ dậy, đi qua phiêu miểu các báo lên, những tên kia hẳn là cũng nhận được tin tức rồi. Trông nhà nhé, ta phải đi xem thử, nhớ đâu có bảo bối gì cũng không thể bị mấy tên kia nhanh chân đến trước được. Vâng, người yên tâm, Nguyên Phi cười quyến rũ gật đầu, veo, thân thể Nguyên sắc lóe thành hư ảnh rời khỏi bầu trời ca múa, sa mạn rủ xuống, bốn phía phất phới lay động. Nguyên sắc vừa đi, Nguyên Phi xoay người nhìn về phía một đám nữ nhân ăn mặc hở hang, trong mắt lóe lên sự không vui, quát. Còn xoay cái gì mà xoay, ghê tởm, cút, ca vũ lập tức ngừng lại, chúng nữ nhân đều nhanh chóng rời đi. Thủ khuyết sơn trang, ô thường hạ xuống, không nhanh không chậm đi về phía trường tôn di, Mục Liên Trạch và Tuyết Bà Bà đã tới trước. Bốn người chạm mặt, Tuyết Bà Bà chống quải trượng cười ha hả nói, "Lại chạm mặt rồi, xem ra thế đạo này càng ngày càng không yên ổn." Đi tới trước mặt ba người, Ô Thường từ từ nói, "Chính xác là không yên ổn, lời đồn nổi lên bốn phía, nhân viên đốc tra các phái có phần lợi hại." Trưởng Tôn Di, "Phía sau chuyện này chắc chắn là có người đang gian lận." Ánh mắt lạnh lùng đảo qua mấy người đó, dường như hoài nghi người gian lận nằm trong số mấy người này vậy. Mục liên trạch, bên phiêu miểu các còn chưa triển khai kiểm tra thẩm vấn sự thật đã xuất hiện lực cản trở lớn như vậy. chương 2026, phát hiện ra hành cung. Xem ra việc kiểm tra thẩm vấn của phiêu miểu các đích thực là đã chạm tới vấn đề căn bản, đã dẫm vào đuôi của người hiểm nghi rồi. Ô thường, hoặc không đã sứt đầu mẻ chán, cứ tiếp tục như vậy nữa, đối với nhân viên phiêu miểu các tiến hành kiểm tra thẩm vấn cũng rất khó mà tiếp tục. Tuyết bà bà cười híp mắt nói, có quan trọng không, đều đã thấy được rồi làm đi làm lại cũng đã phát hiện ra, phiêu miểu các đã mục nát từ trong thịt, việc chỉnh đốn phiêu miểu các là việc vốn dĩ phải làm, theo ta thấy, 12 trái vô lượng quả tạm thời cũng không gây được ra bao nhiêu sóng gió, cũng không cần giải quyết các việc này làm gì, sớm hơn chút hay chậm hơn chút cũng không khác biệt gì nhiều. Một phiêu miểu các rực rỡ hẳn lên thì mọi việc mới có thể hanh thông được, có đôi lời nói thế nào nhỉ, mài dao không làm trì hoãn việc đốn củi. Ba người nghe vậy đều khẽ gật đầu, đều hiểu ý của bà ta, tình huống trước mắt chưa chắc đã là chuyện xấu, chỉ ít đối với bọn họ thì nếu đốc cha của các phái còn tiếp tục tra ra thì cũng không phải là chuyện xấu. Độ mạnh của đốc cha các phái chính là mong muốn ngay từ đầu của bọn họ, còn như ở phiêu miểu các còn bao nhiêu người sẽ chịu liên lụy, bị ám sát, bị liên lụy phải chết bao nhiêu người, bọn họ không để bụng. Dùng lời nói của tuyết bà bà thì mài dao không làm trì hoãn việc đốn củi, đợi nội bộ phiêu miểu các nghiêm ngặt lại rồi lại tra kẻ trộm vô lượng quả mới có thể nâng cao hiệu suất được. Đến tầm cao của bọn họ rồi, cách nhìn nhận vấn đề đã ở một tầng cao khác. Đám người nghiêu hữu đạo cho là mình đã thành công gây trở ngại việc phiêu miểu các điều tra sự thật nhưng lại không biết chính mình đã thúc đẩy tiến triển chuyện mà cửu thánh muốn xử lý, tạm thời còn chưa ý thức được cửu thánh đang thuận thế đẩy thuyền. Đối với cửu thánh, phiêu miểu các chính là công cụ để bọn họ thống trị thiên hạ, một phiêu miểu các mục nát mang tới ảnh hưởng quá nhiều, hơn cả việc 12 vô lượng quả. Phiêu miểu các mục nát như lỗ tai của bọn họ bị điếc, con mắt bị mù vậy. Đến lúc đó đừng nói tới 12 tu sĩ Nguyên Anh kỳ ẩn thân trong thiên hạ, cho dù là 12.000 người ẩn thân trong thiên hạ, bọn họ cũng rất khó bắt được để xử lý. Ô thường chợt quay đầu thi pháp hét lớn một tiếng, Nguyên bàn tử, mấy người cùng nhau quay đầu nhìn lại, từ trên trời giáng xuống, đang muốn tiến vào cửa ra của thánh cảnh, Nguyên sắc quay người lại nghe thấy phía thủ khuyết sơn trang có tiếng quát cuồn cuộn của ô thường truyền tới. Lơ lửng ở trên không trung nâng mắt đánh giá, Nguyên sắc lắc mình lao đi, rơi vào trong thủ khuyết sơn trang, nhìn thấy bốn người thì vui tươi hớn hở tiến lên chào hỏi mấy vị thật trùng hợp nhỉ mục liên trạch trùng hợp biết ngươi sẽ đến đang chờ ngươi đấy đôi mắt của nguyên sắc đảo một vòng nói chờ ta để làm chi tuyết bà bà cười khà khà nói vậy ngươi chạy tới làm gì nguyên sắc hỏi ngược lại lão yêu bà ta đi dạo không được sao trường tôn di không khua môi múa mép với gã hỏi thẳng vào vấn đề thánh la sát linh sủng của thương tụng người xác nhận có thể một mình ứng phó được sao? Nếu ngươi nắm chắc thì bọn ta không quấy rầy nữa, để ngươi đi một mình. Nguyên sắc cười ha hả, thuận theo tự nhiên vòng vo nói. Đùa thôi chớ coi là thật, chúng ta đương nhiên là có phúc cùng hưởng. Nhìn quanh một chút, chỉ có bốn người các ngươi ư, còn bốn người nữa đâu, không phải là bọn họ không nhận được tin tức đấy chứ. Mục liên trạch, thủ vệ ở cửa ra nói Lam Đạo Lâm và Lữ Vô Song đã ra ngoài từ sớm rồi. Ô thường lạnh lùng nói, có thể là nhận được tin tức sớm hơn một bước, đã đến trước rồi. Nguyên sắc ngẩn ra, vậy La Thu và Đốc Vô hư đâu? Ô thường, gần hơn chúng ta, theo lý thuyết thì đã có thể nhận được tin tức trước rồi, đến giờ còn chưa thấy người, không biết có tính toán gì không? Chư vị, còn cần phải chờ thêm nữa sao? Nếu còn phí thời gian ở đây nữa, Lam Đạo Lâm và Lữ Vô song sợ là đã tìm được nơi đó rồi. Không quản bốn người họ dở cho quỷ gì cứ coi như bốn người họ liên thủ thì bây giờ chúng ta cũng có năm người rồi, chư vị thấy thế nào? Hai tay nguyên sắc vỗ vào cái bụng bự, cười nói. Ô thường tiểu lão đệ nói có lý đó, chư vị, ta thấy không cần đợi thêm nữa đâu. Có năm người là ổn rồi, tuyết bà bà cười hắc hắc, lão thái bà này không có ý kiến. Vậy thì đi thôi, trường tôn di nói xong liền lắc mình rời đi. Mấy người cũng không có ý kiến dư thừa nào nữa, lần lượt vèo vèo rời đi. Nhìn thấy nhóm thánh tôn lần lượt rời khỏi thánh cảnh, thủ vệ cửa ra của thánh cảnh thầm kinh hãi. Lần trước đi ra ngoài hủy vô biên các, không biết lần này tập thể rời khỏi thánh cảnh sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nói chung, bọn thủ vệ đều biết, không có chuyện trọng đại, nhóm thánh tôn sẽ không hành động tập thể như vậy. Trời cao biển rộng, ngũ thánh ngang trời phi độ, qua biển rộng minh mông, qua thiên sơn vạn thủy, cuối cùng lần lượt hạ xuống lối vào điệp mộng huyễn giới. Thủ ở điệp cốc, gác cửa vào huyến giới, đệ tử vạn thú môn cảm thấy hơi sợ. Cho dù không biết năm người, cũng từ tốc độ 5 người đó nhảy từ trên không trung xuống đã biết người đến không phải người bình thường. Ngũ Thánh không phải là lần đầu tiên tới nơi này, Thái Thượng trưởng lão của vạn thú môn thủ ở cửa vào kỳ vạn đồng có nhận ra, nhìn thấy 5 người thì nhanh chóng vi bước lên hành lễ. Kỳ vạn đồng tham kiến Thánh Tôn, bên này đã dự định được sau khi nhận được báo cáo tình huống, cửu Thánh sẽ tới nên ông ta ở đây chờ. Bên Tông Môn vạn thú môn cũng đang chờ, hai bên đều phái người chờ để tránh thất lễ không nghênh đón kịp. Tham kiến Thánh Tôn, một đám đệ tử vạn thú môn kinh hãi nhau nhau hành lễ bái kiến, người có gan lớn còn len lén quan sát tướng mạo của năm người. Lực chú ý của ngũ thánh đặt lên sự chấn động từ trong sơn cốc. Trường Tôn Di hỏi, xác nhận thánh la sát xuất hiện sao? Kỳ vạn đồng nói, xác nhận, đã liên tiếp xuất hiện mấy lần ở gần cửa ra rồi. Nguyên sắc lại hỏi, làm đạo lâm và lữ vô song tới rồi sao? À, kỳ vạn đồng sướng sờ ngẩn ra. Sau khi báo cáo tình huống lên phiêu miểu các, dựa theo bố trí của tông môn, tại hạ vẫn thủ tại chỗ này, chưa từng thấy hai vị thánh tôn tới đây. Chưa tới, ngũ thánh nhìn nhau, chắc rằng ở đây cũng không dám dối trá, nói như thế, hai vị kia cũng không phải là biết trước tin tức, nhất thời cũng không biết là tình huống gì. Sau khi trao đổi ánh mắt một lúc, bốn ánh mắt trong đó lại cùng nhìn vào ô thường. Ô thường mặt không chút thay đổi, hiểu ý của bọn họ, bảo hắn người có tư cách nông cạn nhất vào xem trước, phòng bị có gì ngoài ý muốn. Ô thường chưa tính tới chuyện này, cũng thấy không có gì phải sợ, một cái lắc mình, thân hình biến mất trong luồng sóng chấn động, chờ một chút lại ra bên ngoài nói một câu, sau đó lại biến mất trong đó. Lúc này bốn người khác mới nhao nhao lắc mình mà vào, đảo mắt đã hiện thân ở một thế giới tối như mực nhưng xa xa lại tràn đầy màu sắc sặc sỡ. Kỳ vạn đồng đi theo vào, chỉ về một hướng nói. Chính là ở hướng kia, thánh la sát liên tiếp xuất hiện ba lần ở hướng đó. Sau đó ngũ thánh phi vút đi theo hướng đó, nhẹ rơi lên giải đất bên bờ kỳ huyễn xâm lâm, từ trên cao nhìn xuống, Nhìn quang cảnh mỹ lệ phía trước. Đến khi Kỳ Vạn Đồng đi đến, Tuyết Bà bà chợt hỏi một câu. "Thánh La Sát có dáng vẻ ra sao?" Kỳ Vạn Đồng nói, theo báo cáo của đệ tử bên dưới chính mắt nhìn thấy thì toàn thân Thánh La Sát màu ngân bạch, lại có thêm một đôi cánh bạc, tản ra ánh sáng màu bạc. "Tuyết Bà bà, ngươi chưa chính mắt nhìn thấy sao?" Kỳ Vạn Đồng nói, "Không có, là đệ tử bên dưới nhìn thấy, chắc hẳn là sẽ không nói láo." Chương 2027, Bài Sơn Đảo Hải 1. Ông ta vốn dĩ đang tính tu ở trong tông môn, nào thấy được Thánh La sát gì. Trên thực tế đừng nói là ông ta, đa phần mọi người đều không nhìn thấy, chỉ có mấy đệ tử nói là đã thấy mà thôi. Ô thường lạnh lùng nói, Tây Hải đường đâu, vì sao không tới kiến giá? Kỳ Vạn Đồng vội nói, bên này không biết Thánh Tôn sẽ tới vào hôm nay, mà Thánh La sát đột nhiên hiện thân, chuyện này không phải chuyện đùa, vì muốn xác thực tỉ mỉ tình huống để báo lên Thánh Tôn nên trưởng môn không tiếc đặt mình vào nguy hiểm đã tới trước gặp đệ tử dẫn đường, tự mình thâm nhập điều tra rồi. Lúc này tình huống thật là Tây Hải Đường đã ẩn thân rồi, tình huống hiện tại của gã nào dám đối mặt cùng cửu thánh, sợ bị nhìn ra đầu mối, không lấy cớ đã vào kỳ huyễn xâm lâm không được. Chỉ có cách vào đó, đúng lúc liên lạc trong kỳ huyễn xâm lâm mới có thể tránh việc song phương phải đối mặt. Nghe được việc Tây Hải Đường vì thu thập tình huống để báo cáo mà cất công như vậy, năm người cũng không tiện nói gì nữa, dù sao bọn họ cũng không thông báo cho bên này biết là khi nào tới trường tôn di lên tiếng, làm sao đây, tuyết bà bà, nếu đã tới đương nhiên phải nhanh chân đến xem rồi, chỉ về một hướng, quay đầu lại hỏi kỳ vạn đồng. Là hướng này sao, kỳ vạn đồng vội đáp, vâng, theo báo cáo của đệ tử bên dưới, liên tiếp ba lần đều xuất hiện ở hướng này. Tuyết bà bà vèo một tiếng nhảy lên trên không trung, bốn người ô thường sau đó cũng lần lượt phi lên bắn về phía bầu trời đêm. Năm người không bay thẳng vào sâu trong kỳ huyễn xâm lâm mà là bay lên bầu trời trước, Đến được độ cao đủ cao thì năm người mới bay về chỗ sâu ở hướng được báo cáo. Năm người đều là người có kinh nghiệm thâm nhập, biết rõ bên trong huyễn giới này có nhiều điệp la sát, nếu chưa bay tới độ cao đủ thì điệp la sát ở bên dưới phát hiện ra rồi chen chúc tới sẽ gây ra phiền phức hơn. Năm người đè ép tốc độ phi hành, cùng nhau dò xét ở trên không trung, pháp nhãn chú ý tới động tĩnh phía dưới. Bay về phía trước, năm người hơi tản ra, vẫn duy trì khoảng cách mấy trăm trượng với nhau, tạo thành một hàng tiến hành tra xét. Trên đường năm người lại tụ lại một lần, vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ dị thường nào, cuối cùng nghĩ đến vạn thú môn sẽ không dám nói dối nên sau đó lại tạo thành trận hình tản ra, tiếp tục bay về hướng kia. Gần nửa ngày sau, năm người lần lượt tụ lại, đồng thời nhìn về phía núi non trùng điệp phía dưới, giảm tốc độ gặp nhau. Nơi đó dường như có một khu nhà, Mục Liên trạch chỉ xuống bên dưới nói, "Không sai." Tuyết bà bà hắc hắc một tiếng, ánh mắt quét một vòng ở bên dưới. Nơi này Trước đây lão thái bà ta hẳn là đã điều tra rồi, trước đây không có, tại sao lại đột nhiên có một tòa nhà xuất hiện chứ? Ô thường trầm giọng nói, thương tụng hành cung, không cần hắn nhắc nhở, mấy người đều đoán được, điệp la sát có dáng vẻ quỷ quái gì không phải họ không biết, cũng sẽ không thể làm ra được tòa nhà kiểu này. Có thể thâm nhập vào nơi này xây dựng mảng kiến trúc lớn, nghĩ qua cũng có thể đoán được là kiệt tác của ai. Ngoại trừ thương tụng ra thì hẳn không còn ai khác, hai mắt nguyên sắc sáng lên xem ra vạn thú môn không nói dối quả nhiên là ở hướng này quay đầu hỏi khả năng thánh la sát ở chỗ này làm sao giờ đối với bọn họ cho tới nay tìm thánh la sát không phải mục đích chính mục đích cuối cùng khi tìm thánh la sát chính là vì tìm thương tụng hành cung bây giờ có thể tìm được thương tụng hành cung sự tồn tại của thánh la sát lại trở thành phiền toái dù sao cũng là linh sủng của thương tụng năm người cũng không dám chắc chắn bằng không cũng sẽ không ở thủ khuyết sơn trang chờ người tới đi cùng trường tôn di nhìn chòng chọc xuống phía dưới ánh mắt là sự cẩn trọng không biết bây giờ thánh la sát có đang ở đây hay không tuyết bà bà chỉ hỏi một câu có muốn xuống dưới không những lời này đã hỏi tới then chốt tại sao lại đến đây nếu đã tới mặc kệ tình huống thế nào cũng nhất định phải xuống xem thử hỏi nhiều cũng vô dụng chỉ có điều ánh mắt của bốn người trong đó lại nhìn chằm chằm về phía ô thường lại muốn bắt ô thường đi xuống trước thăm dò tình huống một chút ô thường liếc mắt nhìn không hành động gì, hắn không ngu, há có thể không quan tâm đến phía trước có cái gì đã xông tới. Nguyên Sắc vui vẻ lên tiếng, tiểu lão đệ vẫn luôn võ dũng khí phách, mở đường tiên phong cũng không thể không làm được chứ. Ô Thường, ít nói nhảm thôi, nếu muốn đi tiếp thì xuống, không thì cút về. Nguyên Sắc cười hắc hắc, Mục Liên trạch nói, nói nhiều cũng vô dụng, cùng nhau xuống đi, có gì ngoài ý muốn cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dứt lời thì bản thân gã từ 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 xuống trước, Ô Thường không nói hai lời, cũng từ từ bay xuống theo. Tuyết bà bà theo sát, người còn lại nhìn nhau, sau đó cũng hạ xuống theo. Trên đường hạ xuống đều cảnh giác cao độ phía dưới và bốn phía, không phải là lần đầu vào điệp mộng huyễn giới nên không dám gây động tính quá lớn. Rất sợ kinh động tới đám điệp la sát lại quấn tới không ngừng. Bị đám điệp la sát dây dưa cả đoàn thì có chút phiền phức, huống chi bây giờ còn có một thánh la sát. Tới rồi, vân cơ chợt hô lên một tiếng. Bên trong hành cung, người đã sớm độn thổ tới trước một bước đang núp trong một gian nhà, trên sàn ngang, rời miếng ngói, thay phiên quan sát động tĩnh bên ngoài. Nghiêu hữu Đạo và Tây Hải Đường cũng ở đó, Tây Hải Đường vẫn là lần đầu tới nơi này, lúc mới tới rất giật mình, giật mình vì Nghiêu hữu Đạo lại biết nơi hành cung thương tụng, không biết phía sau thằng nhãi Nghiêu hữu Đạo này còn có bí mật gì. Sau khi tới đây đều cẩn thận làm việc, không dám gây động tính quá lớn sợ kinh động tới Thánh La Sát dùng lời nói của nhưu hữu đạo thì nơi đây càng không nhìn thấy điệp la sát khác thì càng nói rõ có khả năng thánh la sát đang ở đây phải cẩn thận nén tiếng động lại lúc này hai người được nghe nhắc nhở con mắt đều nhìn lỗ hồng trên mái ngói tầm mắt nhìn ra ngoài phân cơ cúi đầu nhắc nhở một câu phía trên không chung, ánh mắt hai người lập tức khóa lên bầu trời nhìn thấy năm bóng người chậm rãi hạ thấp đợi khi độ cao của năm người chậm lại có thể thấy rõ người tới là người nào lúc này nhưu hữu đạo nhíu mày lẩm bẩm Nam, ô thường cũng tới, dựa theo dự đoán của hắn, bên ma cung yêu ma lính, Lữ Vô Song nhất định sẽ nghĩ biện pháp theo dõi viên cương, còn bên ma cung có đủ người của ô thường, ô thường đã biết ý đồ của Lữ Vô Song, viên cương rời đi, ô thường chắc cũng sẽ nhận được tin tức. Nhìn trước mắt thì ô thường lại không đi theo dõi Lữ Vô Song, cũng không biết là nguyên nhân gì. Trước mắt chỉ thấy 5 người, bốn người khác có phải đã thành công dụ được hay không hắn cũng không thể hoàn toàn xác định, có điều khả năng vẫn rất lớn, dù sao những người tới đây vừa vặn đều là mục tiêu chủ yếu mà hắn dụ dỗ. Mắt thấy năm người càng ngày càng gần mặt đất, Tây Hải đường có phần căng thẳng. Mà bên dưới không chung, khi hạ xuống năm người cũng vẫn duy trì sự cảnh giác cao độ, có điều cũng hơi cảm thấy ngoài ý muốn, bọn họ có thể nhận thấy được, phía dưới trong hành cung dường như không có điệp la sát, cũng không biết có phải đang núp trong mấy tòa cung vũ hay không. Còn như thánh la sát thì năm người cũng không phát hiện ra. Cuối cùng, năm người cùng nhau rơi xuống đất, đứng trên quảng trường trống rỗng của hành cung, tự giác dựa lưng vào nhau, cảnh giác bốn phía. Nơi đây dường như đã từng phát sinh tranh đấu, trường tôn di nhắc nhở một câu, mấy người nghe vậy thì quan sát, phát hiện trên mặt đất có không ít nơi bị đánh lật lên, cũng không thiếu gạch rơi bốn phía. Đất bị lật lên không phải đất mới, cũng không biết là để lại lúc nào. Tuyết bà bà hí mắt nhìn tròng chọc, loại bỏ khả năng sắp có chuyện xảy ra. Đối với quảng trường trống rỗng này, mấy người không có hứng thú, chỉ hứng thú đối với những tòa nhà phủ đầy bụi trong cung thành. chương 2028, Bài Sơn Đảo Hải 2 Sau khi quan sát tình huống xung quanh một lượt, năm người đi tới tòa nhà ở gần nhất, đi vào chủ điện. Ba người như hữu đạo đã hạ xuống đất nhẹ nhàng nằm ở trước khe hở của cửa sổ quan sát. Năm người bước lên bậc thang của chủ điện, tạm dừng lại ở trước đại môn đang đóng chặt. Ô thường đột nhiên đánh ra một trường, bùm bùm, cách không đẩy đại môn nặng nề ra, tình hình trong điện từng bước hiện ra ở trước mắt năm người. Trong điện cũng có nhiều cây cối phát sáng lác đác sinh trưởng, loại cây phát sáng đó khiến tình hình bên trong dễ dàng thấy rõ. Đang muốn đi vào trong điện kiểm tra, năm người đột nhiên đồng thời ngẩng đầu, phản ứng linh mẫn, gần như cùng lúc nhận thấy được có vật gì đó rơi vào trên mái hiên. Đều ý thức được, có thể là do động tĩnh mở cửa làm kinh động tới cái gì. Tây Hải Đường đang ghé vào khe hở cửa sổ chợt trợn to hai mắt, thấy được, gã đã thấy được ở phía hậu cung chợt có một thân ảnh rơi lên mái hiên của chính điện, ngay trên đỉnh đầu của Ngũ Thánh. Điệp la sát màu bạc, hai cánh cục phía sau lưng, cô lãnh đứng đó. Tuy là lần đầu nhìn thấy, nhưng gã có thể cảm giác được là cái gì, trong miệng nói thầm một câu. Thánh la sát, thì ra là thật sự tồn tại, như hữu đạo và vân cơ cũng căng thẳng trong lòng, nhìn chầm chầm. Đứng dưới mái hiên, năm người chậm rãi quay đầu nhìn nhau, sau một lúc trao đổi ánh mắt thì đột nhiên đồng loạt lùi lại rời khỏi đại môn, từ trên bậc thang phía sau chợt hiện ra lui ra ngoài điện, ngẩng đầu nhìn lên, thấy được yêu ma ngân sắc cô lãnh cao ngạo đang đứng trên mái hiên. Con người của năm người đột nhiên co lại, trong lòng hiện lên cùng một suy nghĩ trong đầu, thánh la sát. Đích thực là thánh la sát, cao cao tại tượng từ trên cao nhìn xuống, hai tròng mắt hờ hững nhìn xuống năm người, đột nhiên mở miệng nói ra thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Vì sao lại xông vào thành của ta? Năm người nhìn nhau, nguyên sắc vui vẻ chắp tay ôm quyền nói. Bọn ta mạo muội tới chơi, hy vọng lượng thứ. Thánh La sát căn bản không để ý tới bộ dạng của y, lần nữa chất vấn: "Vì sao lại xông vào thành của ta?" Năm người nhìn nhau không biết giải thích thế nào, lẽ nào lại nói tới tìm kiếm thương tụng hành cung, là vì tới tầm bảo? Tuyết bà bà thấp giọng hỏi: "Làm sao bây giờ?" Ô Thường nhìn chằm chằm Thánh La sát trên mái hiên, thấp giọng từ từ nói: "Nếu thật sự là yêu ma lợi hại gì, há có thể dung thứ cho nó được." Mấy người đã hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Nếu thật sự lợi hại thì sẽ uy hiếp tới sự thống trị thiên hạ của bọn họ. Nếu không lợi hại, vậy chắc chắn là phải bắt rồi. Nói cách khác, cho dù thế nào cũng phải thử xem thực lực của đối phương một lần. Thánh La sát lần nữa hỏi, vì sao không đáp? Ý chất vấn đã rất rõ ràng rồi. Trong lòng năm người đã có ý định nhưng lại cân nhắc do dự chưa quyết, không biết thực lực của đối phương như thế nào, ai cũng không dám dẫn đầu xuất thủ. Ô thường chợt nghiêng đầu ra hiệu với Nguyên Sắc, Nguyên Sắc hơi giật mình chợt chắp tay nói với thánh la sát trên mái hiên. Chúng ta là tới kết giao bằng hiếu, hôm nay mới tới quý bảo địa may mắn gặp nhau, mọi người không ngại thì cùng kết giao bằng hiếu. Thánh la sát tự tay lấy ngón trỏ chỉ vào y, móc móc, ý bảo y đi lên đó. À, nguyên sắc bỗng nhiên tỏ ra lúng túng, nhìn hai bên một chút, giờ đi lên mới tốt hay không đi thì tốt đây. Mắt thấy bầu không khí rằng có có phần không bình thường, ô thường đột nhiên chỉ vào nguyên sắc, nói với thánh la sát. Hắn lừa ngươi, hắn tới giết ngươi đó ô thường nhất thời nguyên sắc như mèo bị dẫm phải đuôi quát lên ngươi có ý gì hả ngươi còn nói nhiều làm gì cho các người cơ hội từ từ trò chuyện ô thường ném ra một câu nói rồi lắc mình lui lại dường như muốn rời xa nguyên sắc một chút tuyết ba ba trưởng tôn di mục liên trách cũng phản ứng không chậm vừa nghe ô thường nói vừa thấy phản ứng của ô thường lập tức đồng loạt cách xa chỉ chừa lại một mình nguyên sắc ở trước mặt thánh la sát một đám khốn kiếp nguyên sắc nổi giận chửi bới phát hiện không để ý một cái đã bị đồng bọn bán đứng, y há có thể không biết ý đồ của nhóm này. Đây là muốn để y đi thử thực lực của Thánh La Sát trước. Giả sử Thánh La Sát vô cùng lợi hại thì y thân bất do kỷ, trở thành người đoạn hậu, những người khác nhất định sẽ mượn cơ hội do y chống đỡ mà chạy lấy người. Nhìn phản ứng của Thánh La Sát, kết quả phát hiện Thánh La Sát lần nữa méo ngón trỏ với y. Nguyên sắc nào dám dễ dàng một mình mạo hiểm, quay đầu liếc nhìn mọi người đã tránh xa quyết định cho dù xui xẻo cũng phải kéo cả lũ này theo cùng, cũng lắc mình đi, muốn lui về giữa mấy người. Vèo, thánh la sát chợt lắc mình ra đuổi theo hướng nguyên sắc, một chảo đã chộp tới. Bốn người ô thường rất có sự ăn ý, lần lượt lóe lên bốn phía, thoạt nhìn là muốn cắt đứt quan hệ với nguyên sắc, thật ra là muốn không cho nguyên sắc cơ hội đến gần, chính là muốn chạy xa khỏi nguyên sắc, để cho nguyên sắc một mình đấu với thánh la sát, mình thì ở một bên quan sát. Trốn ở trong phòng, mắt thấy cảnh tượng này, vẻ mặt của ba người vô cùng đặc sắc, rốt cục đã tận mắt nhìn thấy phong phạm của cửu thánh rồi. Nguyên sắc một mình thở hồn hển, ngày phòng đêm phòng, hơi sơ suất không đề phòng liền bị lọt vào hố lừa, làm y không thể không tức giận được. Tốc độ phản ứng của thánh la sát không chậm hơn so với y, thậm chí có xu hướng nhanh hơn, đảo mắt một chảo đã gần tới rồi. Nguyên sắc không có lựa chọn nào khác, nổi giận gầm lên một tiếng. Bài sơn đảo hải, chợt lăng không lộn lại, bàn tay mập mạc gào thét đánh ra, mỗi trường ảnh nhanh chóng mở rộng, tầng tầng lớp lớp, gần như lấy thế liên nguyên bất tuyệt đánh về phía thánh la sát. trong tiếng ầm ầm, một chảo của thánh la sát đánh tan một trường ảnh, một kích tận lực, hai cánh tay nhanh chóng giao trước người, trong tiếng ầm ầm từng trận mạnh mẽ chống lại trường ảnh liên nguyên, thân hình bị đánh bay về phía không trung. bụp, mắt của nguyên sắc chợt hiện lên sự tàn khốc, quay người bắn ra đuổi ngược lại, thân hình mau chóng quay xung quanh thánh la sát, song trường đều xuất hiện mắt thường có thể thấy được vô số trường ảnh dậy sóng như nước thủy triệu từ bốn phương tám hướng cuồng loạn oanh tạc về hướng thánh la sát, trận gió mạnh mẽ từ bốn phía có thể xé nát người. Thánh la sát như lá cây trong gió, bị trường ảnh vô tận đánh cho bay tới bay lui, thậm chí không có cách nào rơi xuống đất, hai cánh tay giao nhau che ở trước người mạnh mẽ chống cự. Xa xa ở trong phòng quan sát, Vân Cơ và Tây Hải đường nhìn tên mập mạp đang linh hoạt bay lượt, tránh nhanh, tấn công mau kia mà thầm kinh hãi, rốt cuộc thấy được thực lực của cửu thánh. Nhìn thấy mới vừa đối mặt mà Thánh La Sát đã bị đánh tới không còn sức đánh trả, chỉ có thể chống đỡ, Ngưu Hữu Đạo cắn chặt hàm răng, hai mắt như sắp nứt ra. Các người còn chờ cái gì? Còn chưa động thủ, nhanh chóng tấm công, Nguyên Sắc nhìn thấy chậm chạp không có cách nào đánh tan Thánh La Sát thì gầm lên giận dữ. Nhìn thấy thực lực của Thánh La Sát không có gì đặc sắc, ánh mắt của bốn người ô thường, Tuyết Bà Bà, Mục Liên Trạch, Trưởng Tôn di đụng vào nhau, đột nhiên đồng thời lắc mình ra trường ảnh khắp bầu trời đột nhiên tụ lại một chỗ, nguyên xác định thân tại chỗ, trường ảnh liên miên công kích tiếp, đánh cho thánh la sát phải bay ngược lại. Ô thường mang theo hắc vụ mà tới chỗ thánh la sát bay tới. Diệt sinh, một tiếng vang vọng, người đã biến mất trong hắc vụ, một bàn cự trưởng như núi màu đen ẩm vang từ trong hắc vụ. ầm um, bị cự trưởng đánh trúng, thánh la sát như một ngôi sao trổi bay ra, phun một ngụm máu tươi, như vẫn thạch hạ từ trên trời xuống tiếng bịch vang dội làm nửa tòa cung điện dưới mặt đất nổ sụp chương 2029, trưởng tôn di chết một. Ta ngược lại muốn thử xem khả năng chịu đòn của nó thế nào. Trưởng tôn di kêu to một câu, đột nhiên thân biến hóa thành dài ra, trườn quanh một hồi tựa như một con ô long bàn, lấy thế lôi đình lao ra ngoài, nửa tòa cung điện còn lại đất đá văng tung tóe. Lúc ô long nhảy vào trong cung điện đã nổ tung, đất đá bay tán loạn như bảo quang nở rộ, ngân huy trói mắt tựa như ngọn đèn vạn cổ chợt sáng lên bịch chỉ thấy trường tôn di mới vừa nhảy vào công kích đã bị ngã bay ra ngoài trên khóe miệng là máu tươi trong chốc lát khinh địch đã bị đánh cho trở tay không kịp trong đất đá bay tán loạn một luồng ngân huy dâng lên trên khóe miệng là máu tươi thánh la sát giơ hai cánh tay lên trên không trung thân thể yêu ma thể phóng ra ánh sáng màu bạc nhắm mắt sông lên thân hình của tuyết bà bà lóe lên lao tới quải trượng trong tay mang theo thế lôi đỉnh đánh tới đánh thẳng lên đầu thánh la sát thánh la sát chợt trợn mắt trong đôi mắt nghiêm nghị của yêu ma tỏa ra sự lạnh lùng vô tận ngũ trảo chợt bắt ra đánh tới đầu trượt trong giây lát đã chế trụ một kích lôi đình khuôn mặt của tuyết bà bà hiện lên nụ cười nhạt trên quải trượng hiện lên một vệt sáng xanh trong thời khắc đã che phủ thánh la sát một chùm băng màu xanh đậm trong giây lát đã đóng băng thánh la sát liệt tuyết bà bà trở tay vỗ một trường về phía phong ấn huyền băng đột nhiên ngân huy trói mắt từ trong huyền băng nở rộ trong giây lát một trường tuyết bà bà sắp đánh trúng băng phong băng tuyết bị nổ tung chia năm xẻ bảy, tiếng ầm ầm không dứt. Đôi cánh ngân huy chói mắt bay tán loạn trên không trung, dường như trong giây phút đôi cánh này mở ra đã làm nổ huyền băng phong ấn. Thánh La Sát mở hai cánh ra rồi chợt nhanh chóng quay ngược trở lại, ầm. Đôi cánh cực lớn bao tới, Tuyết Bà Bà không ứng phó kịp trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Những khối băng vụn như mũi tên bị đánh quay ngược lại quét về bốn phương tám hướng. Mọi người cũng nhao nhao thi pháp tránh những khối băng bắn tới, chỉ thấy sau khi Thánh La Sát mở hai cánh ngân huy ra thì như một minh tinh chói mắt, lần nữa từ trên không trung chậm rãi xoay tròn thân thể, còn hàn khí mới vừa rồi đóng băng đang tỏa ra từ thân thể hắn, hai tròng mắt hờ hững nhìn mọi người. Mọi người khựng mắt lại nhìn, thấy trạng thái hoàn toàn của Thánh La Sát thì phát hiện quả nhiên như Thái thượng trưởng lão của Vạn Thú môn kỳ vạn đồng nói, cặp cánh tản ra ngân huy của Thánh La Sát. Yêu nghiệt này không để lại được, Mục Liên chạch quát lên một câu, đột nhiên thân hình khẽ động, thân biến thành hư ảnh, bắn ra thánh la sát trở đập xuống, va chạm với người trước mặt. Ai ngờ mục liên trạch đang vào tới chợt vỗ song trường, cả người có cảm giác làm người ta hoa cả mắt, trong nháy mắt thân đã biến hóa thành mười mấy nhân ảnh, hóa thành mười mấy mục liên trạch giống nhau như đúc khiến ánh mắt của thánh la sát lé lên, không có cách nào phân biệt thật giả. Mắt thấy phải đứng mũi chịu xào đón công kích, một chảo sắc bén của thánh la sát bắn ra, người đến thân là huyễn ảnh, tan biến. Một kích của nó thất bại, mười mấy mục liên trạch nhanh chóng vây công từ bốn phương tám hướng đồng thời phát động tấn công. Thân hình thánh la sát nhanh chóng quay ngược trở lại như một cơn thần phong vậy, hai cánh điên cuồng vỗ, vài tiếng ùng ùng vang lên đã liên tục đánh tan mấy huyễn ảnh của mục liên trạch, cũng làm cho mục liên trạch ngay cả tới gần cũng khó. Không chung, một bóng hư ảnh trường long từ trên trời giáng xuống, trường tôn di lần nữa xuất kích, lấy thế lôi đình xoay tròn nhanh chóng quanh thánh la sát. Cô ta vốn dĩ được xưng là có lực tấn công hung mãnh nhất trong cửu thánh, dưới một kích toàn lực, những người khác không người nào có thể chống đỡ. Xoay tròn quanh Thánh La Sát, nhưng Thánh La Sát đột nhiên phóng lên cao, thoát khỏi hơn 10 bóng người vướng víu, thân biến hóa thành một tia ngân quang bay thẳng lên không trung. Ầm, um, trên không chấn động, Thánh La Sát và Trưởng Tôn Di đồng thời hiện thân, ngươi một tay nắm lấy cổ tay của ta, một tay ta cầm lấy cổ tay của ngươi, hai chân của hai người quấn lại cùng nhau. Song phương phân cao thấp trên không trung chợt ánh mắt của trưởng tôn di lóe lên chỉ thấy hai cánh của thánh la sát căng gió vỗ tới viền hai cánh sắc bén như gai bạc gai xương từ hai bên trái phải đâm tới ha đột nhiên khuôn mặt trưởng tôn di dữ tợn thân hình bỗng nhiên nổ lên lợi chảo bắt hụt cổ tay của trưởng tôn di chỉ thấy từ trong một mảnh lân giáp kéo ra mấy tia huyết ngân ngũ chảo của thánh la sát chợt xé xuống một cái lân phiến trưởng tôn di ở trước mặt nó chợt biến thân thành quái vật lớn cũng có hai cánh trên người đâm ra mấy mảnh lân phiến kéo ra mấy huyết ngân. Trường tôn di hiện nguyên hình vẫy đuôi khom người dựng lên như một con cự long, thật ra là một con hắc xà to lớn, mắt xanh cực to, đôi cánh huyết hồng vỗ liên tục. Cự xà vọt lên xoay quanh, mở miệng to như chậu máu phun ra một ngụm tức vụ ám lục khí tức xương mù màu xanh thẫm trong nháy mắt đã bao trùm trong một diện tích lớn. Phía dưới, ô thường, tuyết bà bà, mục liên trạch, nguyên sắc đang vò tới đều thất kinh, nhanh chóng lắc mình tránh đi, sợ bị ngộ thương. Người khác không biết thứ phun ra là thứ gì nhưng bọn họ lại biết rất rõ, trưởng tôn di tự xưng là long tức, có thể biến hóa cương khí hộ thể, một khi bị tức vụ ám lục này nhiễm thể sẽ phải rơi vào sự đau đớn đến không muốn sống, ăn mòn thực cốt. Mấy người đều đã từng chịu tư vị đó, suýt chút nữa đã bỏ mạng. Thánh la sát hiển nhiên không biết, vô ý thức hai cánh tay giao nhau che mắt, sau một đợt xương mù qua, bỏ hai tay ra nhìn thì chỉ thấy biểu bì giáp cốt ngân sắc đang vang lên tiếng xèo xèo, dường như đang bị ăn mòn trong mắt chợt hiện sự tàn khốc thánh la sát chợt ngẩng đầu hừ lang không vỗ cánh huyết xí hắc xà cúi đầu há mồm lại có một luồng tức vụ ám lục điên cuồng phun ra nhưng đúng lúc này cái đầu của hắc xà bỗng nhiên khựng lại đôi mắt to xanh biết cũng ngơ ngẩn dường như quyết không ngờ tới vậy một tia ngân quang ẩn trong tức vụ ám lục nghịch lưu bay lên lóe lên một cái rồi biến mất đã bay vào trong cái miệng to như chậu máu của hắc xà hừ huyết xí hắc xà dường như đã gặp phải sự thống khoái vĩ đại đôi cánh huyết xí nhanh chóng vỗ, thân hình khổng lồ lăn lộn trên không trung. Đám ô thường đang tứ tán xung quanh kinh ngạc nhìn, trong mắt là sự khó tin. Bùm, một tiếng ầm nổ vang, trên đầu hắc xà thoáng hiện ngân quang, thánh la sát hiện thân, từ trong cơ thể hắc xà phá thể mà ra, xé ra một chùm huyết vũ. Hừ, hắc xà rên rỉ ở trên không trung, chợt mất đi trọng tâm, cái đầu bỗng nhiên chúi xuống phía dưới, vèo một cái, cắm thẳng xuống mặt đất. Ở trên thân rắn đang uốn éo, đôi lợi chảo của thánh la sát đang cuồn cuộn bấm vào bên dưới hắc xà hai cánh vẫn vỗ dẫn hắc xà nhanh chóng rơi xuống mặt đất bùm tiếng vang kinh thiên động địa vang lên nhưng sự chấn động mãnh liệt mới ập tới trên quảng trường của cung thành trong nháy mắt đã bị đánh thành một cái hố to đất đá văng tung tóe bốn phía hố to vẫn đang tiếp tục sụp đổ lan về bốn phía đất đai nứt ra về bốn phương tám hướng đi vân cơ nhắc nhở một tiếng ba người ở trong phòng trượt hiện thân rơi xuống đất như hữu đạo và tây hải đường cùng vân cơ trốn vào trong lòng đất trong tiếng nổ cực lớn ba người mới vừa vào đất căn phòng vừa mới ẩn thân dễ dàng bị sụp đổ một nửa còn bị sóng sung kích bắn văng tung tóe cung thành vĩ đại trong nháy mắt đã đổ mất nửa tòa bụi đất tung bay bùm 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 trong hố sâu dưới mặt đất lại liên tiếp chuyển đến tiếng đánh đập kịch liệt bốn phía hố sâu lần nữa đổ nát trôn mất một nửa hố nhưng tiếng đánh đập nặng nề vẫn chuyển tới từ dưới đất nửa chôn trong hố sâu cái đuôi rắn cực lớn run rẩy một lúc, cuối cùng mềm đi gục xuống, tiếng đánh dập kịch liệt cũng dừng lại. chương 2030, trưởng tôn di chết hai. ầm um, một luồng ngân huy chui từ dưới đất lên, thánh la sát lơ lửng trên không chung, người nhuốm đầy máu và đất cát, hai cánh rung lên, máu và đất trên người bị văng hết ra xung quanh. Đám tuyết bà bà lơ lửng trên không xung quanh kinh ngạc nhìn cái thân rắn vĩ đại bên dưới ngân huy, dường như không còn động tĩnh nữa, chết rồi lẽ nào trường tôn di cứ như vậy chết rồi sao trường tôn di làm sao có thể dễ dàng chết vậy chứ bốn người không khỏi cách không nhìn nhau khó có thể tin thánh la sát đang lơ lửng trên không trung chậm rãi cúi đầu nhìn vào những chỗ cơ thể bị tức vụ ám lục ăn mòn làm cháy đen lấm tấm trên người mình hai cánh tay mở ra ngân huy trên người tăng vọt những đốm đen bị ăn mòn trên người đang nhanh chóng thu nhỏ lại bề ngoài giường như đang được ngân huy nhanh chóng chữa trị lúc ngân huy biến mất chỗ bị ăn mòn bên ngoài cơ thể cũng đã biến mất cả bề ngoài lại khôi phục như lúc ban đầu. Mắt lạnh của thánh la sát đảo qua, nhìn chằm chằm về phía nguyên sắc ở đằng trước đã đánh nó nhiều nhất, vèo. Một tia ngân quang nhanh như chấp hiện ra, lúc này song trưởng của nguyên sắc đều xuất hiện, trưởng ảnh ầm vang liên miên như sấm truyền, như bài sơn đảo hải bao trùm bên ngoài. Ùm um ùm, um, tiếng vang liên miên đột nhiên vang lên, ngân quang như xét đánh xuyên qua tầng tầng lớp lớp trưởng ảnh, một chảo vung về phía cái bụng bự của nguyên sắc. Ai ngờ trong mắt đang tỏa hung quang nhưng Nguyên Sắc lại không hề trốn tránh, để mặc một chảo đánh tới, một quyền nắm chặt lại tức giận đánh ra. Một chảo của Thánh La Sát đánh vào trong cái bụng bự của Nguyên Sắc mới phát hiện không bình thường, cái bụng thịt béo của Nguyên Sắc lại cực kỳ mềm dẻo, khó phá, một chảo xé rách quần áo nhưng chỉ làm cho cơ thể của Nguyên Sắc bị trượt ra mà thôi. Ầm, um, một quyền của Nguyên Sắc đánh vào giữa gương mặt của Thánh La Sát, đánh tới miệng mũi của Thánh La Sát phun máu, người cũng bị đánh bay ngược ra ngoài. Nguyên Sắc cúi đầu nhìn quần áo ở phần bụng đã tà tơi, phát hiện có mấy chỗ rách rầm rề máu mà không ngừng ghê rợn, phát hiện mình đã đánh giá thấp trảo lực của Thánh La Sát. Tự cao một thân phòng hộ lại suýt nữa bị một chảo của Thánh La Sát phá tan. Mắt thấy Thánh La Sát rơi xuống, mục liên trạch, tuyết bà bà, ô thường đồng thời lắc mình ra từ ba hướng đồng thời phát động liên thủ tấn công. Miệng mũi chảo máu bay tung tóe, đang nhắm mắt rơi xuống Thánh La Sát chợt mở mắt, cánh lóe lên, đột nhiên bay ra như thiểm điện, trên không đột nhiên vang lên tiếng ù ù nguyên sắc cũng lắc mình phi tới, bốn người vây khốn tấn công thánh la sát, ngân quang ở giữa tránh mau đồng thời nghinh chiến bốn phương tám hướng, tốc độ cực nhanh, hơn xa lúc chưa dương hai cánh. Một lần nữa trốn vào trong một gian phòng chưa sụp trong cung thành để quan sát, đám nghiêu hữu đạo âm thầm lo lắng, có thể nhìn ra, đối mặt với bốn thánh liên thủ, thánh la sát đang dần rơi vào hạ phong. Yêu nghiệt này có năng lực kháng đòn thật là mạnh, mục liên trạch cảm thán một câu, nhìn thấy đánh mãi không xong, đang vây công, ô thường đột nhiên bay lên không trung, song trường hợp lại, hắc vụ dữ dội phun từ trong cơ thể ra ngoài, tóc dài phần phật tung bay. Chỗ hồng vây công vừa xuất hiện, thánh la sát nhân cơ hội đó phóng lên cao, đánh tới ô thường mới tách ra ở trên không trung. Như hữu đạo đang quan sát thầm kêu không ổn, biết rõ ô thường làm như vậy tất nhiên có nguyên nhân. Quả nhiên, mắt thấy thánh la sát đánh tới, hắc vụ bắt đầu khởi động, nuốt chừng ô thường vào trong. Thánh la sát lại không quan tâm, thân biến hóa thành một tia ngân huy vọt thẳng vào trong hắc vụ, hắc hắc tuyết bà bà cười lạnh một tiếng. kể cả mục liên trạch nguyên sắc cũng cùng phóng lên cao, trong nháy mắt đều trốn vào trong hắc vụ trên không trung. xông vào trong hắc vụ, thánh la sát tìm kiếm khắp nơi, nào có thể tìm thấy bóng dáng ô thường nữa. sau một hồi bay nhanh cũng phát hiện ra bất thường, phát hiện ra trong hắc vụ này dường như vô biên vô tận, bằng vào tốc độ phi hành của nó cũng không có cách nào thoát khỏi hắc vụ sau đó lơ lửng trên không trung, chậm rãi xoay người nhìn xung quanh. Phía trước đột nhiên có một tia quang mang huyết hồng chấp động dọi sáng ra thân hình của ô thường. Lúc này thân hình của ô thường vĩ ngạn làm cho người ta cảm giác cao tới trăm trượng. Thánh la sát cảm thấy mình như một con kiến hôi nhỏ bé, nhưng nó không tin vào tà pháp, bay nhanh tới, nhưng bất kể bay như thế nào đều không thể tới gần bóng người to lớn gần ngay trong gang tấc kia. Huyết quang làm nổi bật sự vĩ đại sừng sững của ô thường, như thiên thần bao quát chúng sinh vậy, tóc dài phất phơ, tay tạo thành chữ thập lẩm bẩm. Vào ma vực của ta, vào ma vực của ta, vào ma vực của ta, tiếng động cuồn cuộn quanh quẩn trong thế giới hắc vụ mãi không dứt. Bốn phương tám hướng dường như cũng có Ô Thường đang nói, Thánh La sát lần nữa nhìn quanh, vẫn không nhìn thấy người, sau đó chỉ tin vào mắt mình nhìn, vỗ cánh bay nhanh, tiếp tục bay về hướng Ô Thường như thiên thần to lớn ở phía trước. Nhưng cho dù nó bay nhanh thế nào cũng không có cách nào tới gần pháp thân của ô thường chợt thả lỏng một tay, vung về phía thánh la sát đang phi hành phía xa. Thánh la sát lập tức nhìn thấy hắc vụ bốn phía bốc lên như vô số sợi dây quấn quanh tới, hắc vụ dây dưa xung quanh làm nó căn bản không thể tránh thoát được, nhưng sự vướng víu vô cùng vô tận cuối cùng vẫn khiến động tác của nó chỉ trệ lại, không thể phi không nhanh như trước được nữa. Hắc hắc, tiếng cười âm ngoan của tuyết bà bà truyền tới từ trong hắc vụ. Thánh la sát nghe tiếng thì cảnh giác, ngưng phi hành lại, không ngừng vẫy cánh, vung tay ra xuyên thấu qua hắc vụ quấn quanh pháp lực, nhanh chóng xoay người cảnh giác bốn phía. Kết quả tuyết bà bà thì không thấy đâu, chỉ thấy bốn phía hắc vụ hiện ra mười mấy bóng người mục liên trạch. Mười mấy người mục liên trạch bao gồm cả pháp tướng đều mỉm cười chậm rãi vây quanh thánh la sát. Bộ mặt ngân vân quỷ dị của thánh la sát chấp động lưu quang, nổi giận, chợt xuất thủ tấn công, thủ thuật che mắt này không chịu nổi một kích. Đánh tan một vài cái rồi lại đánh tới những cái khác, nhưng sau khi đánh tan một cái thì hắc vụ lại bao trùm rồi hiện ra cái mới, cho dù nó giết thế nào dường như vĩnh viễn không thể chạm tới chân thân của mục liên trạch, ngược lại pháp tướng mục liên trạch vây kín tới cách nó càng lúc càng gần. Mắt thấy pháp tướng mục liên trạch sau nhiều lần sống lại đã tới gần sát, thánh la sát chợt nhanh chóng xoay người ngược trở lại, hai cánh quét ngang nguồn ép pháp tướng không thể tới gần. Nhưng hắc vụ dường như có ý định phối hợp với động tác của pháp tướng mục liên trạch, dưới sự dây dưa đó, thánh la sát xoay người dùng tốc độ nhanh chóng quét không đột nhiên một pháp tướng chờ đúng thời cơ chớp xuất thủ tóm được một cái cánh của thánh la sát tiện tay quét kiếm tới một cái cánh còn lại của thánh la sát tất cả pháp tướng đều biến mất mục liên trạch hiện thân ở phía sau thánh la sát hai tay cầm chặt xương cánh không thả thánh la sát kinh hãi dựng lên hai móng sau cào lại không với tới người phía sau cho dù nó dựng lên thế nào cũng không thể chạm tới người phía sau được mục liên trạch cầm hai cái cánh nghe răng cười ta xem động tác cánh của ngươi nhanh thế nào nào một cước ngoan độc đá vào sau lưng của thánh la sát đạp tới miệng thánh la sát ói máu đồng thời với việc dùng chân đạp sau lưng thánh la sát đôi tay đang tóm cánh thi pháp toàn lực bẻ một cái tiếng giòn vang răng rắc truyền tới đôi khớp của cánh bị lìa ra thánh la sát ngửa đầu rên lên một tiếng ngân vân quỷ dị trên mặt cũng ảm đạm đi vài phần chịu đựng sự đau đớn ngoài cơ thể là sự đau đớn mà người thường khó có thể tưởng tượng được cũng chính là bởi vì bị bẻ gãy cánh góc độ giấy ruộ của thánh la sát mở rộng hơn nghiêng người chộp một cái vuốt tới. Chương 2031, La sát cuồng triều Mục Liên Trạch vốn định triệt để bẻ rời hai cánh ra, kết quả phát hiện ra da thịt quá mức cứng rắn, không có cách nào dễ dàng bẻ đứt được, lại thấy một kích ngoạn lệ đang tới, không thể không buông tay lắc mình lui nhanh tránh né. Thánh La sát xoay người muốn đuổi theo nhưng từ trong hắc vụ phía sau lại đột nhiên xuất hiện nguyên sắc, song trưởng đánh ra, trưởng ảnh bài sơn đảo hải liên miên, cuồng bạo đánh tới. Dưới hắc vụ, pháp lực bị trì trệ, thêm nữa lại bị thương quá nặng nên yêu lực bị yếu đi không ít, ra sức uốn người giang hai cánh tay ngăn cản, nhưng thánh la sát vẫn bị trưởng ảnh cuồng mãnh đánh tới làm cho phun máu, điên cuồng bay đi. Còn chưa kịp ổn định thân hình, trong hắc phụ lại xuất hiện một cây quải trượng mang theo thế lôi đình đánh ra. Bịch, lần nữa bị đánh bay, thánh la sát điên cuồng phun máu tươi, lăn lộn dung hai cánh tay lên, ngân huy trên người chợt trói mắt, nhanh chóng ổn định thân hình rồi quan sát bốn phía. Sau một kích, tuyết bà bà cười hắc hắc, khá lắm, Bộ xương của thân thể này thật là rắn chắc, đánh như vậy mà còn chưa chết. Một khuôn mặt trắng hiếu lại từ từ ẩn vào trong hắc vụ. Nguyên sắc cũng ngả ngớn biến mất trong hắc vụ, còn mục liên trạch lại lần nữa hiện thân, lại thêm hơn 10 pháp tướng đồng thời hiện lên lần nữa tái diễn khúc nhạc dạo, chậm rãi tới gần thánh la sát. Hai cánh cụp xuống sau lưng, thánh la sát thử lấy răng nanh vùng vẫy thân hình nhưng lại không thể thoát khỏi hắc vụ đang không ngừng nghỉ quấn thân, một đôi yêu nhãn sôi trào sát khí chợt nhìn về hướng pháp tướng vẫn khổng lồ nguy nga đứng phía trước của Ô Thường. Ô Thường vẫn như một thiên thần to lớn đứng tạo hình chữ thập hờ hững, như đang đứng xem chúng sinh làm trò đùa. Hắn không xuất thủ, lúc này cần hắn thi pháp thao túng vô biên ma vực, chỉ cần gắt gao vây thánh la sát ở đây là được rồi, bằng vào tu vi của hắn cũng không có cách nào vừa thao túng vô biên ma vực vừa đi tới đi lui tự thân xuất thủ. Mắt thấy Mục Liên chạch lại lần nữa tới gần, giang hai cánh tay ra, thánh la sát chợt ngửa mặt lên trời gào lên ba tiếng ya ya ya, tiếng thét dài với nhịp điệu quái dị. Trốn trong phòng của tòa cung thành quan sát bầu trời, đám nghiêu hữu đạo chỉ thấy trên trời mây đen cuồn cuộn, trong đó thỉnh thoảng truyền tới tiếng đánh nhau làm cho bên này hết hồn, không biết tình huống như thế nào. Ô thường rõ ràng đã dụ thánh la sát vào sương mù dày đặc, sợ rằng thánh la sát sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Đang nhìn chằm chằm bầu trời, nghiêu hữu đạo thì thào một câu. Tây Hải Đường không biết vì sao hắn lại lo lắng tới chuyện Thánh La Sát chết hay sống như vậy, còn Vân Cơ thì biết quan hệ giữa Thánh La Sát và Ngưu Hữu Đạo, an ủi. Ô Thường vẫn đang phải thi triển thuật pháp, đã nói lên Thánh La Sát còn sống. Nơi đây vừa mới nói xong, liền nghe trong mây đen truyền đến tiếng ya ya bén nhọn cổ quái. Ngưu Hữu Đạo nhíu mày, hắn vừa nghe đã biết là giọng của Thánh La Sát, bởi vì trước đây hắn từng nghe rồi. Quan sát bốn phía kia, Tây Hải Đường đột nhiên kinh ngạc kêu lên một câu. Ánh mắt của Ngưu Hiếu Đạo và Vân Cơ lập tức thu hồi lại từ bầu trời, từ mặt phẳng ngói nhà nghiêng đi, chỉ thấy phía xa xa trong kỳ huyễn xâm lâm xuất hiện cảnh tượng lưu quang bay múa rực rỡ. Hồng quang đếm không hết, lam quang cũng đếm không hết, bạch quang cũng nhiều vô kể đang nhao nhao bay lên trời. Bạch quang là bạch xí la sát đang vỗ cánh mà tới, lam quang là lam xí la sát vỗ cánh bay tới, hồng quang là hồng xí la sát bay tới, cũng là những huyết la sát có thực lực mạnh nhất chỉ dưới thánh la sát. Chỗ thị lực có thể nhìn được càng ngày càng có nhiều bạch xí la sát, lam xí la sát và huyết la sát bay tán loạn tới, điệp la sát đếm không xuể bay tới từ bốn phương tám hướng. Ba người ngẩng đầu, nhìn thấy điệp la sát che trời bay qua trên nóc nhà, gió thổi vù vù xẹt qua, thanh thế như muốn cuốn bay nóc nhà vậy. Điệp la sát chi chít nhanh chóng bay về phía đám mây đen cuồn cuộn trên không trung, liên tục nhảy vào bên trong đó. Đội hình điệp la sát có kích thước khổng lồ như vậy ngay cả trưởng môn vạn thú môn Tây Hải đường thường xuyên ra vào điệp mộng huyến giới cũng chưa từng nhìn thấy. Chuyện này có thể so với la sát chiều bình thường, cực kỳ đồ sộ, nhất là còn xuất hiện số lượng huyết la sát không đếm hết được, ba người quan sát mà há mồm trợn mắt. Như hữu đạo hiểu, thánh la sát phát ra tiếng rít bén nhọn chắc là đang kêu gọi điệp la sát, cũng ý thức được có thể khiến cho thánh la sát triệu hoán giúp đỡ, chắc là đã gặp phải phiền phức khó có thể giải quyết được, không khỏi lo lắng la sát chiều tới, cẩn thận, giọng của ô thường đột nhiên quanh quẩn trong hắc vụ, vừa mới nói xong, tiếng ầm ầm đột nhiên vang lên, nguyên sắc và tuyết bà bà ẩn thân trong mây đen bị ép cho phải hiện thân. Hai người đồng thời xuất thủ, điên cuồng đánh vào điệp la sát đang vào tới như nước thủy chiều. Đàn điệp la sát giống như đã phát điên liều mạng điên cuồng vào tới, đánh rơi một mảng, chỗ hổng lại nhanh chóng được bù vào, giết không hết, tàn sát như bất tận. Nhất là huyết la sát có thực lực cường hãn, công kích liên miên không ngớt, đối với bọn họ vẫn còn có chút huy lực công kích. Tiểu lão đệ, nhanh dùng thuật pháp khiến ma vực của ngươi chế trụ la sát chiều đi. Nguyên sắc giống lên một câu, ô thường có kích động muốn trợn trắng mắt, không biết nên nói gì, không biết đầu óc của tên mập chết bầm này có phải bị nước vào hay không. Pháp lực của lão tử nếu có thể cường hãn đến mức đồng thời chế trụ được nhiều điệp la sát như vậy thì hạn chế một thánh la sát còn cần phiền toái như vậy sao? Đừng nói tới thánh la sát, ngay cả tám tên khốn các ngươi cũng có thể một lần hành động đã giải quyết xong xuôi rồi. Muốn chế trụ nhiều điệp la sát như vậy là chuyện không thể, đừng nói tới việc kiềm chế, la sát chiều với kích thước khổng lồ như vậy, ngay cả ma vực của hắn cũng mất tác dụng rồi. Bằng vào tu vi của hắn, ma vực của hắn cũng chỉ có thể bao phủ một khu vực nhỏ, căn bản không chứa nổi nhiều điệp la sát như thế. Trừ phi hắn có pháp lực vô biên, ma vực mới có thể cường hãn đến độ bao phủ toàn bộ điệp mộng huyễn giới. Phổ biên ma vực của hắn chỉ là dùng pháp lực thi triển ra một loại trận pháp làm mệt mỏi mà thôi, đối với người có tu vi tới một cảnh giới nhất định thì căn bản không có tác dụng gì. Còn nếu muốn vây khốn người, chính hắn phải liên tục thi pháp khống chế mới được. Thí dụ như chống lại một trong cửu thánh thì sẽ không dùng được, không giết được bọn họ, cứ nhốt đối phương ở đó làm hao tổn pháp lực của mình cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thi pháp duy trì liên tục khống chế đại trận không làm người khác bị hao tổn chút nào đã làm mình bị sụp đổ trước tiên rồi. Nếu không phải vì vậy, hắn đã dùng thuật này thu thập những người khác trong cửu thánh rồi. Đảo mắt, điệp la sát cuồn cuộn như thủy triều từ bốn phương tám hướng dũng mãnh hùa vào. Nguyên sắc và tuyết bà bà đã không chỉ phải ứng phó chính diện nữa mà phải không ngừng chống đỡ tập kích tới từ bốn phương tám hướng. Ngay cả pháp tướng của mục liên trạch vây kín thánh la sát cũng trong nháy mắt mất đi tác dụng, từng pháp tướng bị đàn điệp la sát trùng điệp chen cho tan biến, có thi triển pháp tướng nữa cũng không có tác dụng gì, nếu còn chơi nữa chính là đang miễn cưỡng mình không thể không nhanh chóng vây công giết chóc điệp la sát mây đen cuồn cuộn rất nhanh thu lại pháp tướng đồ sộ của ô thường cũng vụt nhỏ lại không còn cách nào vô biên ma vực không chịu nổi nhiều thứ xâm nhập như vậy số lượng tràn vào so với toàn bộ diện tích che phủ của vô biên ma vực còn lớn hơn đã chen vỡ vô biên ma vực rồi hắn còn tiếp tục lấy pháp tướng trốn tránh nữa cũng vô ích điệp la sát sông loạn tới đã bắt hắn phải hiện thân ngay lập tức xuất thủ đánh giết chương 2032, phế tích 1. Pháp tướng đổ sổ thu lại, mây đen cuồn cuộn cũng nhanh chóng rút vào trong cơ thể hắn. Một trận đột biến đảo mắt đã tới, trong nháy mắt được giải vây, thánh la sát lấy yêu lực cường đại lơ lửng trên không trung, khóe miệng nó dính máu tươi hở hững quan sát bốn phía, mắt mở trừng trừng nhìn tộc loại bị tàn sát từng nhóm một, khuôn mặt có vẻ càng thêm dữ tợn, răng nanh dần dần nhô ra. Thánh la sát đã bị trọng thương, trước tiên liên thủ giải quyết thánh la sát đã, không thể để một chuyến này phải uổng công được. Nguyên sắc lại đột nhiên gầm lên một câu, nghe tiếng quay đầu lại, thánh la sát vèo một tiếng, xông về hướng của y. Nguyên sắc chợt quay đầu, hơi sợ hãi, phát hiện người nói nhiều quả nhiên là sẽ không may nhất. Khẩn cấp, một trường ảnh điên cuồng đánh ra thế như đào núi lấp biển lại bị từng đàn điệp la sát nhào tới tiêu diệt, cũng đánh cho đám điệp la sát ngăn cản đó tử thương bay loạn, thậm chí là huyết nhục văng tung tóe nhưng một cái ngân chảo lại xuyên thấu qua huyết nhục đang bay tán loạn, bắt lấy cổ tay của y. Nguyên sắc trong nháy mắt mặt đối mặt với thánh la sát, lực đạo của người sau không đơn giản tránh được, nguyên sắc kinh sợ, điên cuồng đánh ra một trường. Trên người thánh la sát tăng vọt ngân huy tựa như đang liều mạc, không hề tránh né, một chảo chộp tới mặt nguyên sắc. Nó đã từng chịu thiệt trong tay nguyên sắc, biết một thân thịt béo của nguyên sắc vô cùng cổ quái, lần này trực tiếp hạ thủ lên mặt, cắm thẳng vào cặp mắt. Nguyên sắc kinh hãi, nhanh chóng nghiêng đầu tránh đi thánh la sát thuận thế móc ngược một chảo nguyên sắc chỉ cảm thấy một con mắt hoa lên truyền tới sự đau nhức ầm um, thánh la sát bị một trường đánh ở khoảng cách gần đánh cho sạc máu buông tay bay ra lợi chảo quét vào mắt nguyên sắc nhưng không thể móc mắt ra khỏi hốc mắt mặc dù như thế nguyên sắc đã phải rên rỉ một tiếng một tay bưng một con mắt đang ứa máu nhân cơ hội đó ùa lên điệp la sát quần ẩu cắn xé tầng tầng bao vây nguyên sắc lại nhưng lại phát hiện không cắn nổi trong da thịt của nguyên sắc có pháp lực hộ thể quái lạ cắn lúc nào cũng trượt a à, trong tiếng giống hai cánh tay nguyên sắc sung lên dồn toàn lực truyền pháp lực qua đánh bay điệp la sát một con mắt đang chảy máu chỉ có một mắt là còn mở được điệp la sát dây dưa rất nhiều càng lúc càng nhiều đã không thấy rõ tình huống bốn phía nữa nghe được tiếng ô thường triệu hoán tuyết bà bà và mục liên trạch dọn sạch cản trở rồi cùng tới ý đầu nghe theo lời của nguyên sắc liên thủ diệt thánh la sát rồi nói tiếp nhưng đánh tan đám điệp la sát bay loạn chướng mắt, sau khi nhìn thấy nguyên sắc bị phá hủy một con mắt thì đều giật mình không nhỏ. Cửu thánh ai cũng có sở trường riêng, bọn họ đã từng giao thủ với nguyên sắc trong khi đấu nhau rồi, đừng nhìn nguyên sắc thân thể bất kham nhưng lại là một người đánh không chết, một thân thịt béo cực kỳ khó đánh, tám thánh liên thủ cũng khó mà chế trụ được, làm người ta không làm gì được. Không ngờ hôm nay lại bị đánh mù một con mắt, phất tay quét sạch dây dưa bốn phía, nguyên sắc dùng độc nhãn nhìn ba người mới tới, trong con mắt lóe lên sự u oán, đột nhiên đánh tan điệp la sát đang ập từ trên xuống, phóng lên cao, dựa vào một thân hình người khác không làm gì được đấu đá lung tung, sau đó liều mạng thoát thân đi. Với y, lúc này trạng thái của thân thể đã vô cùng khó coi, nguy hiểm nhất không phải là điệp la sát ở đây mà là một đám đồng bọn mới tới kia. Ba người còn lại không ngừng đánh tan điệp la sát đang vây công, quan sát bốn phía, đã không thấy hình bóng của thánh la sát nữa, không biết đi đâu rồi, biết rõ la sát chiều trước mắt mà muốn tìm lần nữa thì có phần khó khăn. Nhận thấy được nguyên xác đã thoát thân, ba người ngay cả thương lượng đều không cần, liền có phản ứng giống vậy, nhao nhao mãnh liệt xuất thủ, đánh tan vướng víu để thoát thân. Nhưng đúng lúc này, thánh la sát chợt hiện thân, từ trong đám điệp la sát trùng trùng điệp điệp, tuôn ra cản mục liên chạch lại, oanh liệt giao thủ. Nghe ra động tính, ô thường và tuyết bà bà lập tức quay lại, mở một đường máu vào tới, muốn liên thủ giải quyết xong thánh la sát. Trong lúc giao thủ, khi thánh la sát thấy hai người xuất hiện thì nhanh chóng lắc mình lui lại, lại có điệp la sát như thủy triều chen chúc mà đến. Ba người cuồng loạn đánh giết, tùy tiện ra tay đã có hơn trăm con điệp la sát rơi xuống, muốn tách khỏi cản trở để truy sát. Nhưng nào thấy được bóng dáng của thánh la sát nữa, khắp nơi là động tĩnh phi hành, không có cách nào nghe âm thanh biết được vị trí đoán được hướng đi của thánh la sát nữa. Chỉ cần thánh la sát trốn vào đám điệp la sát, bay ở trên hay giặt xuống dưới, hoặc là bên trái trật hiện bên phải né, tiếng ẩm ý che mắt, căn bản không thể nào phong tỏa được mục tiêu cho dù ba người sông ngang sông loạn làm sao thì dường như vĩnh viễn thân ở trong la sát triều vô tận không có cách nào tưởng được rốt cuộc có bao nhiêu điệp la sát tụ tập ở nơi đây gần giống như vô viên ma vực mà ô thường thi triển mà nơi này thì phải gọi là la sát vực ba người biết rõ tiếp tục như vậy nữa không phải là một biện pháp hay tu vi cao tới đâu cũng không chịu nổi cảnh không ngừng tiêu hao pháp lực vô hạn như vậy một khi bị hụt pháp lực không tránh khỏi phải chết trong tay đám yêu tinh mà bọn họ vốn không để trong mắt này không giống với người bình thường e rằng tu sĩ trong thiên hạ cùng nhau liên thủ như vậy cửu thánh bọn họ cũng ăn không tiêu một người khi đã động lòng có tư tâm có sợ hãi sẽ không ai không sợ chết mà cùng bọn chúng chiến đấu tới cùng nhìn thấy đã mất đi cơ hội giải quyết thánh la sát ba người không dây dưa nữa tiếp tục ở lại đây hao tổn cũng không có ý nghĩa gì bắt đầu đột phá vòng vây rời đi nhưng lúc này thánh la sát lại hiện thân lại xuất thủ lần nữa công kích mục liên trạch lại cản mục liên trạch lại vừa nghe thấy động tính tranh đấu Ô Thường và Tuyết Bà bà lần nữa đánh tan trở ngại lên phía trước liên thủ, kết quả hai người vừa hiện thân, Thánh La sát lần nữa biến mất trong đám điệp La sát, lại biến mất lần nữa. Khi lần nữa bị kẹt trong việc đột phá vòng vây, Mục Liên trạch lần nữa bị Thánh La sát ngăn lại, lần này Ô Thường lại đánh tan trở ngại, đi thẳng tới chỗ Tuyết Bà bà, gặp nhau thì hô lên. Thử lại một lần cuối cùng, Tuyết Bà bà gật đầu, sau đó liên thủ đánh ngược trở lại. Nhưng vào lúc này, phất tay đánh tan dây dưa, Ô Thường đột nhiên xuất thủ một trường ảnh vĩ đại hùng hồn đánh ra, mà diễm liệt sinh trưởng hung hãn đánh úp về phía tuyết bà bà. Bịch, không kịp phản ứng, tuyết bà bà dơ quải trượng lên chống đỡ, bị chấn động tới phun một ngụm máu tươi màu lam ra ngoài, người cũng bị chấn động rơi vào trong cơn chiều điệp la sát, bị nhấn chìm trong đó. Ô thường, tuyết bà bà lớn tiếng gào lên, mặt không chút thay đổi, ô thường xoay người điên cuồng đánh giết. Hắn ta tự nhận bằng vào thực lực của chính mình khó có thể giết chết tuyết bà bà, vì vậy mới giúp Điệp La Sát một lần, xem Điệp La Sát có may mắn kia hay không. Rõ ràng, Thánh La Sát không muốn tập kích những người khác, chỉ công kích Mục Liên Trạch trong ba người, dường như quấn chặt Mục Liên Trạch không thả. Hắn ta có thêm một cánh nặng là tuyết bà bà, để lại hai người cho Thánh La Sát giải quyết hẳn cũng đủ cho hắn ta thoát thân rồi. Đương nhiên, đây chỉ là một trong số những nguyên nhân. Trường Tôn Di đã mất mạng, nếu như Mục Liên Trạch cùng tuyết bà bà cũng chết ở nơi này, cho dù không thể có cơ hội tầm bảo trong thương tụng hành cung, không thể có cơ hội giết thánh la sát, trong cửu thánh chết thêm nhiều chút ở đây cũng là một chuyện tốt. Đã kiểm tra xong thực lực của thánh la sát, cho dù rời khỏi điệp mộng huyễn giới ra bên ngoại giới cũng khó sinh ra bao nhiêu uy hiếp. Đối mặt với sự vướng víu không ngừng quấn tới, tốc độ thoát thân của mục liên trạch vốn là bị trở ngại, hơn nữa còn bị thánh la sát cản trở, bản thân lại không có cách nào giải quyết thánh la sát một cách thống khoái, gã cả cảm giác mình đã bị lâm vào trong vũng bùn, khó có thể tự kiềm chế chương 2033, phế tích 2. Lại thấy ô thường và tuyết bà bà không hiện thân tương trợ nữa thì lập tức ý thức được, dựa vào kinh nghiệm bản thân đã lui tới nhiều năm với đám này cũng có thể đoán ra được, mình sợ rằng đã trở thành vật để kiềm chân thánh la sát cho những người khác thoát thân rồi. Đối mặt với sự vướng víu không dứt của đám điệp la sát, trong lòng mục liên trạch hiện lên sự sợ hãi, đã lâu rồi chưa cảm nhận được cảm giác sợ hãi khi tử vong tới gần như thế này. Gã thấy được sự lạnh lùng và sát khí trong mắt thánh la sát, tại sao thánh la sát lại dây dưa đến cùng cùng với mình không thả gã đoán được nguyên nhân bởi vì mình đã bẻ hai cánh của thánh la sát làm đối phương bị dồn tới đường cùng phải gọi đồng bọn ra thánh la sát chắc chắn sẽ theo gã đến chết không nhả thánh la sát có thể không lo tới những người khác nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho gã tứ cố vô thân lại không có cách nào thoát thân cảm giác tuyệt vọng này khiến gã thi pháp giống lên lúc đang giao thủ với thánh la sát ô thường lão yêu bà không có ai trả lời không có bất kỳ lời đáp nào từ phía ô thường và tuyết bà bà hối hận cực kỳ hối hận hối hận chớ nên tự đại tới đây hối hận chớ nên có lòng tham chớ nên tham lam thương tụng hành cung tham niệm trong chốc lát lại làm mình phải lâm vào tuyệt cảnh bị thương nặng tuyết bà bà nào còn có lòng thanh thản quan tâm tới gã nữa bà ta cũng không có bản lĩnh chịu đòn như nguyên sắc dưới sự đánh lén của ô thường hại bà ta suýt chút nữa không ứng phó kịp với đám điệp la sát đang chen tới suýt chút đã bị xé sống tóc tai bù xù quần áo bị xé rách tả tơi. Chật vật không chịu nổi đi dưới mặt đất, không bỏ trốn từ không trung, vết thương có vẻ nặng, đối mặt với la sát chiều vô biên vô tận, lại thêm sự tồn tại của thánh la sát, bà ta nhất định phải tìm kiếm con đường thoát thân ổn thỏa nhất. Rơi trên mặt đất trong cuộc chém giết, rốt cuộc tìm được con sông khi trước thấy được trên không trung, nhảy xuống sông, pháp trưởng vỗ lên mặt nước, cột nước lớn tận trời, trong nháy mắt ngưng kết thành băng trụ, đóng băng một đám điệp la sát lao tới trong băng trụ bản thân tuyết bà bà thì không vào trong băng mà hóa thành một vệt sáng xanh lặn xuống dòng nước để di chuyển. Bùm, băng trụ văng tung tóe, một đám huyết la sát vô cánh bị đóng băng làm băng vỡ ra, nhanh chóng truy tìm trên mặt sông, nhưng không tìm thấy tung tích của tuyết bà bà nữa. Không chung, đang điên cuồng phá vòng vây, ô thường cuối cùng đã thoát ra khỏi la sát cuồng chiều vô biên vô tận, lại thấy phía xa còn có điệp la sát đang liên tục không ngừng bay tới tập hợp ở đây. Ô thường tăng tốc phút không mà đi, không có trở ngại, tốc độ phi hành của hắn ta không phải đám điệp la sát đang đuổi tới có thể so sánh được. Phía sau, điệp la sát tạo thành từng đoàn đang đuổi giết hắn, phía trước còn có điệp la sát đang không ngừng bay lên không trung chặn lại, đều bị hắn ta lóe lên tránh được, ném lại đám điệp la sát đang không ngừng chặn lại ở trên không trung về phía sau. Vô số lưu quang như màn sáng lưu vân đuổi theo, tựa như núi cao lồng lộng áp tới, đuổi tới cùng không thả, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, ô thường lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng nguy nga như vậy ở điệp mộng huyễn giới đối mặt với thánh la sát cùng vô số điệp la sát vĩnh viễn vướng víu không thể thoát khỏi pháp lực của mục liên trạch bị hao tổn cuối cùng đã bị dồn tới bước đường cùng quần áo tả tơi toàn thân đầy thương tích mục liên trạch nhìn lợi chảo vừa xuyên qua buồng tim của mình trên mặt là nụ cười thảm ta một đời tung hoành không ngờ lại ngã xuống ở nơi này thánh la sát không hiểu gã nói cái gì cũng không muốn biết gã đang nói cái gì phập một cái chảo khác cắm vào mặt của gã người kéo tới săn nanh huyết hé miệng nặng nề cắn một cái trên cổ của gã, ồ ồ hút máu loãng trong cơ thể của gã. Sau khi buông ra, thánh la sát một phát phận rời đầu ra, hai tay ném đi, thi thể bay về hai phía khác nhau. Một đám điệp la sát đuổi theo thi thể cướp đoạt xé rách, xé thi thể thành mảnh nhỏ. Bốn phía không tìm được mục tiêu truy sát vây công, điệp la sát với số lượng khổng lồ bay lượn khắp nơi, khí thế oanh liệt biến mất dần. Hai cánh vô lực chuối ở sau lưng, thánh la sát nhìn về hướng người xâm lăng thoát đi ở phía xa, phù không đứng đó không đi đuổi theo, cũng không còn sức lực để đi đuổi nữa. Ngân vân trên mặt từng bước ảm đạm, cả người chợt lung lay sắc đổ, hai mắt vô lực nhắm lại chợt rơi từ không trung xuống. Chịu công kích liên tục của ngũ thánh, thương tích quá nặng, nếu còn chịu nổi thì thánh la sát sẽ tự mình ứng phó, sẽ không để phải hy sinh nhiều đồng tộc tới chém giết như vậy. Nó cũng là vì đối mặt với hiện thực tàn khốc mà không còn cách nào khác. Ba người nghiêu hữu đạo đã trốn vào trong lòng đất, không có cách nào, quá nhiều điệp la sát, nhiều đến mức làm chật trội cung thành, trong phòng đã không có cách nào ẩn thân nữa, cứ tiếp tục ở trong phòng chắc chắn sẽ bị điệp la sát phát hiện ra, không thể làm gì khác hơn là trốn vào trong lòng đất. Né được một lúc, nhận thấy bên trên giường như không có động tĩnh nữa, Vân cơ lên trước thăm dò, sau đó quay lại nói. Bên ngoài phần lớn điệp la sát giường như đã đi xa rồi. Là đã đi xa, chen trúc truy sát người xâm lăng. Ba người mới chui từ mặt đất ra, nhẹ nhàng ló đầu ra từ trong phế tích, bởi vì trên không trung còn thỉnh thoảng có điệp la sát bay qua. Mà cả tòa cung thành trên cơ bản đều đã biến thành phế tích, trước đó có quá nhiều điệp la sát, những tòa nhà bên trong cung thành không chịu nổi la sát chiều khổng lồ tấn công như vậy, mặc dù điệp la sát không có lòng phá hủy nhưng vẫn đã bị hủy rồi. Bốn phía chỉ còn lại thành bao quanh thật dày, vậy bên trong thành chỉ còn lại cảnh đổ nát thê lương, thứ duy nhất còn hoàn chỉnh sừng sững là tòa đại điện tạo hình trụ từ kim loại kia, tòa nhà kim loại phong ấn thánh la sát mấy trăm năm đứng sừng sững trong đống phế tích không chung mặc dù thỉnh thoảng có điệp la sát bay qua nhưng so với trước đó thì đã là rất an tĩnh rồi bên cạnh cái hố sâu bị thánh la sát đánh ra thì thể hiện nguyên hình của trưởng tôn di bị đào ra đã bị thịt nát xương tan ba người ở xung quanh quan sát cũng không biết rốt cuộc thánh la sát cùng ngũ thánh chém giết ra sao không nói gì đã đánh đi xa cho dù có mặt ở hiện trường nhưng tràn ngập điệp la sát ba người không dám lộ diệt sợ là cũng không có cơ hội thấy rõ hết cảnh tượng đó như thế nào nhìn xem vân cơ chợt nhắc nhỏ một tiếng nghiêu hữu đạo và tây hải đường thuận theo hướng nàng chỉ nhìn lại chỉ thấy phía xa màn sáng như lưu huỳnh bay lượn đang trùng điệp bay về hướng này mắt thấy thế phô thiên cái địa lại tới ba người không thể không tiếp tục tránh vào trong lòng đất núp phía dưới phế tích từ trong khe hở phế tích nhìn trộm ra ngoài không có cách nào không có cách nào trao đổi với đám điệp la sát này thánh la sát có thể trao đổi được thì lúc này lại lâm vào trạng thái mất hết tính người ngay cả ngũ thánh cũng không chịu nổi ba người bọn họ thì càng đừng nói tới làm gì vừa ló đầu ra nhất định sẽ gặp vây công, thêm nữa còn chưa biết tình huống giao chiến thế nào, hiện tại chỉ có thể ẩn thân. Đợi khi thế phô thiên cái địa kéo tới, con người của Ngưu Hữu Đạo đột nhiên co lại, bắt đầu lo lắng, nhìn thấy một con thủ lĩnh huyết la sát bay ở đầu tiên, ôm ngang trong tay chính là thánh la sát. Sau khi dùng pháp nhãn quan sát gần hơn có thể nhìn thấy thánh la sát máu me khắp người, dường như đã lâm vào trạng thái hôn mê, hai cánh buông thóng vô lực. Vân Cơ và Tây Hải Đường cũng nhìn chằm chằm, không biết tình huống gì, không biết thánh la sát sống hay chết. Cũng không biết hiện tại ngũ thánh là tình huống gì. chương 2034, chữa trị, Tây Hải Đường thì thầm một câu, ôm tới không chỉ là thánh la sát, còn có một vài điệp la sát trọng thương chưa chết. Lúc này bên ngoài cung thành, điệp la sát trong trận giao chiến chưa chết còn đang dẫy ruộ trên mặt đất cũng được điệp la sát dáng từ trên trời xuống ôm lên. Cả điệp la sát đã chết cũng được ôm lên. Một trận chém giết oanh liệt nhìn như dài rằng giặc trên thực tế cũng mới không được bao lâu, nhưng thực lực của ngũ thánh thật sự là quá cường đại điệp la sát tử thương trong tay ngũ thánh có thể tính bằng vạn nhìn điệp la sát trùng điệp bay qua trên không trung đang bay về hướng ngọn núi cao nhất bên ngoài cung thành nghiêu hữu đạo quay đầu nói với vân cơ đi lẻn qua đó xem thử vân cơ biết hắn quan tâm tới sự sống chết của thánh la sát gật đầu thì pháp chui xuống đất mang theo hai người đi về hướng mục tiêu mấy lần lặng lẽ ló đầu ra khỏi mặt đất quan sát dễ dàng tìm được nơi ở của thánh la sát bởi vì tụ tập bên cạnh thánh la sát hầu như đều là huyết la sát tìm được một điểm quan sát ẩn thân sau một con đường dốc nhẹ nhàng tách bùn đất trên tảng đá ra thành một cái khe hở quan sát bên ngoài chỉ thấy thánh la sát vẫn được ôm ngang trong tay của huyết la sát có mấy con huyết la sát đang dùng móng vuốt đào thân của một cây đại thụ che trời không biết là muốn làm gì ba người nghiêu hữu đạo nhìn chằm chằm đợi khi đào từ trên thân cây ra một cái lỗ lớn chừng cái hố có thể chứa được người Thánh La sát được mấy con huyết La sát liên thủ đặt vào đó, như là đặt vào một cái quan tài vậy, thân ở trong đó nhưng Thánh La sát lại im hơi lặng tiếng. Chuyện này làm người ta cảm thấy rất giống đang chôn cất, Vân Cơ quay đầu lướt nhìn phản ứng của Nưu Hữu Đạo, quả nhiên nhìn thấy Nưu Hữu Đạo đang hơi hí mắt, đôi môi căng thẳng. Sau đó một màn kỳ quái xuất hiện, chỉ thấy một đám huyết La sát bay người lên cây, leo lên thân cây, dường như đang lấy yêu lực triệu hồi cái gì đó. Nhanh chóng, chỉ thấy trên thân cây cổ thụ bên trong cái lỗ đào ra lúc nãy bắt đầu có dịch thể sáng lên chảy ra từ trong hỗ đào của thân cây dịch thể sền sệt phát quang chảy ra càng lúc càng nhiều dịch thể đó dần dần bao trùm thân thể của thánh la sát lại trong chốc lát sau ánh sáng trên dịch thể lóe lên như đang hô hấp lúc sáng lúc tối nhịp điệu hô hấp càng rõ ràng hơn lúc ánh sáng ảm đạm đi có thể thấy được cái bóng của thân thể thánh la sát ở bên trong chất lỏng lại chờ một lúc sau ba người như hữu đạo phát hiện ra điểm dị thường một cái cây đại thụ phát sáng ước chừng mấy chục người mới có thể ôm hết kia vậy mà bây giờ ánh sáng phát ra trên lá cây đang lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy được mà ảm đạm đi nhìn qua những chỗ khác phát hiện những điệp la sát khác cũng đang làm y như vậy trên thân cây cổ thụ thả điệp la sát bị thương vào trong thân cây chỉ có điều đãi ngộ không bằng thánh la sát không có huyết la sát trợ lực cảnh tượng này làm cho đám nghiêu hữu đạo ý thức được khả năng thánh la sát chỉ là bị thương vẫn chưa chết khả năng đây là một phương pháp chữa trị của tộc quần điệp la sát Đợi khi lá cây trên tán cây đã hoàn toàn ảm đạm không còn ánh sáng nữa, dịch thể bao bọc thánh la sát cũng dần mất đi ánh sáng. Một đám huyết la sát lại liên thủ đào thánh la sát từ dưới dịch thể lên, lại tới trước một cây đại thụ khác, lần nữa đào lỗ, lần nữa đặt thánh la sát vào trong đó, lần nữa lấy phương thức giống trước đó. Đại thụ không có ánh sáng lại bị một đám điệp la sát đào ra rất nhiều cái hỗ, mang điệp la sát đã chết, hoặc là thu thập phần còn lại của chân tay đã bị cụt, gãy lại, nhét hết vào trong thân cây, giống như chôn cất, có thể khiến người ta cảm nhận rõ ràng được sự sinh tử của sinh linh trong thế giới này ở hình thái cộng tồn. Nghiêu hiểu đạo như có suy nghĩ, e rằng chính như trước đây hắn đã nói, thế giới này mới là thế giới chân chính thuộc về ngân nhi. Vân cờ biết nghiêu hiểu đạo quan tâm tới tình trạng của thánh la sát, lại lần nữa dẫn hai người bỏ chạy, tìm một điểm quan sát thích hợp hơn, vừa hay có thể nhìn chính diện vào hốc cây có thánh la sát. Nhìn những nơi các có thể phát hiện ra có vài điệp la sát bị thương, sau khi ánh sáng trên cây đại thụ ảm đạm, quay lại đã khôi phục lại bình thường. Phương thức chữa bệnh thần kỳ này thật sự khiến ba người mở rộng tầm mắt, chỉ có điều vẻ mặt của nghiêu Hữu Đạo vẫn rất nghiêm trọng, liên tục đổi hơn 10 cây đại thụ, mỗi cây đều vĩ đại như thế, có thể hấp thu nhiều ánh sáng của đại thụ như thế nhưng lại vẫn chưa thấy Thánh La sát tỉnh lại, có thể thấy được đã phải chịu bị thương nặng thế nào. Xem ra thương thế không nhẹ, Tây Hải Đường chợt cảm thán một câu, hơi xúc động. Trường Tôn di chết, không biết bốn thánh khác có tình huống thế nào rồi có thể may mắn chính mắt thấy một thánh ngã xuống muốn không cảm khái cũng không được cửu thánh trở thành tám thánh có thể tưởng được thế cục trong thánh cảnh thậm chí là toàn bộ phiêu miểu các sẽ bị thay đổi lớn cũng không biết có thể sản sinh ảnh hưởng gì với thế cục của toàn bộ thiên hạ hay không phân cơ nghe vậy thì nhìn về phía như hữu đạo thấp giọng đáp không lo tới tình trạng của bốn thánh khác thế nào có một việc có thể khẳng định nếu không có số lượng lớn điệp la sát tương trợ rời khỏi nơi này thánh la sát cũng rất khó là đối thủ của cửu thánh có vài tình huống đã tận mắt nhìn thấy. Nghiêu hữu đạo hiểu ý của nàng, lần này lấy thánh la sát ra thử, ở một mức độ nào đó đã xem như là thất thủ, rời khỏi điệp mộng huyến giới, thánh la sát mà chống lại cửu thánh sẽ rất nguy hiểm. Tây hải đường, nhìn tình hình trước mặt thì thánh la sát chỉ là bị thương nặng, may mắn cửu thánh không cùng tới, bằng không cửu thánh liên thủ, thánh la sát ngay từ đầu đã có thể phải gặp nạn rồi. Vị thánh la sát này cũng thật là, có thể triệu hoán ra la sát chiều tương trợ, ngay từ đầu phát hiện có điều không bình thường thì nên triệu hoán ra mới đúng đơn độc liều mạc lấy một địch năm sao phải tự làm khổ mình như vậy vân cơ biết gã không biết một vài tình huống nói cho gã biết không phải may mắn cửu thánh không cùng nhau tới đâu không cùng nhau tới là có nguyên nhân cả đạo gia đã sớm nghĩ tới tính nguy hiểm của chuyện này đã sớm điều bốn người khác đi rồi trong giọng nói của nàng đôi khi bất chi bất giác cũng sẽ gọi nghiêu hữu đạo là đạo gia có nguyên nhân là vì nghe quen cách xưng hô của quản phương nhi, cũng có nguyên nhân ảnh hưởng không nhận thức được khác. Điều đi, Tây Hải đường kinh ngạc, không biết Nhiêu hữu Đạo còn có khả năng này, vậy mà có thể điều động bốn vị thánh tôn. Nhiêu hữu Đạo nghe vậy thì lạnh lùng liếc vân cơ một cái. Người biết nhiều quá nhỉ, ở lâu với Hồng Nương nên càng ngày càng có nhiều khuyết điểm, có phải là do ta quá dễ nói chuyện không? Lời nói khá nặng nề, lúc này tâm tình của hắn vốn dĩ không được tốt. Nghe thấy lời ấy lại nhìn thái độ của đối phương, Phân Cơ lập tức ý thức được mình đã lỡ lời, có một số việc một khi bại lộ, một khi Tây Hải Đường rơi vào tay một trong mấy thánh khác mà tiết lộ ra cái gì làm bốn thánh khác biết bản thân mình bị điều đi, rất nhiều chuyện e rằng cũng sẽ bị bại lộ. Bên Hồ tộc, bên Viên Cương, bên Ngao Phong, bên Lam Ninh, quan hệ với bên này sẽ bị bại lộ hết, một câu nói vô ý mang tới hậu quả là tính đại nạn. Bị Như Hữu đạo dùng lời nói trách cứ, trên mặt Phân Cơ bỗng nhiên xuất hiện sự xấu hổ nàng cũng biết những lời này của nàng thật sự là lắm miệng không nên nói, đã liên lụy quá lớn. Tây Hải Đường nhìn thấu sự bất thường, hỏi, có ý gì, Nghiêu hữu đạo, có một số việc vẫn là không biết thì tốt hơn, đến lúc cần biết tự nhiên sẽ biết, bằng không đối với tất cả mọi người đều không có chỗ tốt gì. chương 2035, hai người đi ra một. Đây không chỉ là lời nói xuông, đến lúc đó, một khi có khả năng gây nguy hại đến bên này, Nghiêu hữu đạo không muốn cũng phải nghĩ đến việc diệt khẩu Tây Hải Đường hắn không phải viên cương việc diệt khẩu hắn hoàn toàn có thể làm được tây hải đường nhíu mày chuyện này không phải chuyện đùa có một số việc không minh bạch đương nhiên là có nghi ngờ vân cơ biết một câu nói vô ý đã gây ra phiền toái vội vàng nói tránh đi hiện tại không biết tình huống của bốn người khác cũng không biết bốn người không vào đây sau khi biết được tình huống có thể vào đây hay không một khi đi tới đây lần nữa với tình huống hiện tại của thánh la sát sợ là sẽ gặp phải nguy hiểm nghiêu hữu đạo nhìn tình trạng khôi phục của những điệp la sát khác đến khi bốn thánh khác tới thánh la sát cũng có thể khôi phục rồi có nhiều điệp la sát bảo vệ như vậy bốn người khác muốn đắc thủ cũng không dễ dàng hiện nay phải xem bốn người ô thường có còn sống rời đi hay không trước đã tây hải đường vậy trở về thôi đến lối ra hỏi đương nhiên sẽ biết có người còn sống rời đi hay không mà ta cũng không tiện rời khỏi vạn thú môn quá lâu bằng không cũng không tiện để giải thích vừa mới nói xong ở miệng lỗ quan sát đột nhiên có cái gì hiện lên, ba người quay đầu nhìn lại, thấy được một đôi mắt ghé vào lỗ hồng nhìn vào bên trong. Chắc là động tính nói chuyện nhất thời không chú ý mà bị nhận ra, ba người thầm nghĩ không ổn rồi. Quả nhiên, ầm, một cái móng vuốt chui từ dưới đất lên chen vào. Đi, phân cơ quát lên một tiếng, một con huyết la sát độn thổ vào tấn công bị một trưởng của Tây Hải Đường đánh bay ra ngoài, ba người nhân cơ hội chui xuống đất rời đi. Một đám điệp la sát sau khi bị kinh động liền nhanh chóng vào tới đào móc cực nhanh. Ra đây, mau ra đây, không dám ra gặp người sao. Hoang trạch tử địa, trên một tòa sơn lâm, địa điểm hẹn gặp, La Thu đột nhiên thi pháp lớn tiếng gào thét. Ở đây chờ ước chừng đã một ngày nhưng vẫn không thấy ngân cơ lộ diện, ông ta biết, chắc là ngân cơ sẽ không xuất hiện. Ngân cơ thầm nghĩ muốn gặp nữ nhi, không muốn gặp ông ta, có lẽ sợ là ông ta lại hạ sát thủ. Nhưng ông ta muốn gặp nữ nhân kia một lần, ông ta đã từng sủng ái nàng như vậy thậm chí bởi vì nàng mà dẫn tới ô thường nổi dậy nhưng kết quả cuối cùng làm ông ta vô cùng tức giận nữ nhân kia lại lừa ông ta nhiều năm như vậy bảo ông ta làm sao chịu nổi bất kể có tức giận kêu thế nào vẫn không thấy bóng dáng người nào cũng không thấy bất kỳ lời đáp nào ở một tòa sơn lâm khác cách nơi đó khá xa xôi hắc phân hiện thân đi lên vân vụ sơn nhai đi tới bên cạnh ngân cơ nói lão tộc trưởng la thu đi rồi ngân cơ yên lặng gật đầu tinh thần chán nản la thu lãnh khốc vô tình muốn bức tử nàng còn mang con tới uy hiếp nàng cảnh tượng đó nàng khắc cốt ghi tâm không bao giờ quên trên hải thượng lục địa diện tích không coi là nhỏ bên bờ biển đốc vô hư đứng chắp tay mặt nhìn về phía biển rộng ông ta đã tự mình thăm dò vết tích ở hiện trường tranh đấu chứng minh thủ hạ báo cáo không sai đích thực là có tu sĩ tu vi nguyên anh kỳ xuất thủ thầy cho diệp niệm và ngao phong rốt cục là có chuyện làm thế nào có được vô lượng quả ông ta vẫn luôn muốn biết vấn đề này một người phi thân đi tới hạ xuống cạnh ông ta hai tay dâng một phong thư thánh tôn thánh địa cấp báo đốc vô hư quay đầu nhìn chằm chằm thư trên tay gã ta sau đó mới tự tay nhận chậm rãi mở ra xem quét mắt nhìn nội dung trên đó con người đột nhiên co lại thánh la sát veo người tới ngẩng đầu phát hiện đốc vô hư đã biến mất rồi đã bay về phía xa xôi thảo nguyên trên sườn núi cao tay áo lữ vô song bay bay có thể nhìn thấy đại quân tần quốc ở phía xa một con kim xí bay từ trên trời xuống, người chuyên phụ trách sự vụ viên cương ở phiêu miểu các, cũng là người của vô song thánh địa, sau khi nhận được tình báo thì nhanh chóng đi tới bên người lữ vô song, dâng thư bẩm báo. Thánh tôn, bên yêu ma lĩnh truyền tới tin tức nói viên cương đã quay trở về ma cung ở yêu ma lĩnh rồi. Lữ vô song quay đầu, đã trở về rồi ư, người đưa tin, vâng, nói là nửa đường viên cương chặn được phùng quan nhi lại, đã mang người về yêu ma lĩnh rồi. Lữ vô song không nói gì, còn phải khiến người ta ở đây bố trí cạm bẫy, một khi phát hiện ra tung tích của Phùng Quan Nhi hoặc Viên Cương sẽ lập tức báo tới, hóa ra là công cốc, một chuyến phí công rồi. Trong một sơn trang tạm thời được trưng dụng, bên trong lầu, một mình Lam Đạo Lâm tĩnh tỏa trầm mặc, ông ta cũng phát hiện đã phí công một chuyến. Người thì đã bắt được, mạng lưới hiến mạng bức tử hồng vận pháp, còn có cả mạng lưới thông báo tin tức giật dây ra các chỉ đều đã bắt được rồi. Cha, Lam Đạo Lâm vừa đến lập tức ra lệnh cho Ma Thiên Tông nghiêm tra tới cùng cha cũng tra ra được, dưới nghiêm hình thẩm vấn thì tra ra hai người trong mạng lưới, đều chỉ về cùng một người, tổng quản ban hải của vô biên các. Còn như ban hải đang ở đâu, hai người không biết, kết quả này khác gì không cha, ban hải đã chạy cùng với Lam Minh rồi mà. Thánh tôn, thánh địa gửi cấp báo cho ngài, trưởng lão đốc cha của Ma Thiên Tông bước nhanh tới, dâng cấp báo. Đường dây liên lạc riêng với Lam Đạo Lâm ở bên này lúc này lại phát huy tác dụng khác. Đồ đệ thanh cử của Lam Đạo Lâm biết Lam Đạo Lâm đang ở Ma Thiên Tông nên lợi dụng đường dây này trực tiếp đưa tin cho Lam Đạo Lâm. Nhận thư vào tay vừa xem, Lam Đạo Lâm hơi hí mắt, tự thì thầm một tiếng. Thánh la sát, sau đó đứng dậy quay đầu lại nói. Tiếp tục thẩm vấn, lưu ý tỉ mỉ, đi theo dấu vết của bọn chúng, nếu có phát hiện gì lập tức đưa thư báo cáo. Trưởng lão Ma Thiên Tông chắp tay lĩnh mệnh, vâng, vèo, đi ra khỏi lầu các, trong dây lát Lam Đạo Lâm sông lên trời. Người nào, cửa ra điệp mộng huyến giới, đệ tử của vạn thú môn thủ vệ ở đó phát hiện có người tới thì không quan tâm vọt thẳng tới, cảnh giác quát một câu. Người tới vậy mà không quan tâm, lắc mình một cái đi qua, nhanh đến mức bên này không phản ứng kịp đã biến mất rồi. Tốc độ cực nhanh khiến các đệ tử nhìn nhau, kỳ vạn đồng cũng đã bị kinh động, lắc mình qua đây, hỏi. Người nào đó, không biết, không thấy rõ, đệ tử thủ vệ lắc đầu, thân hình kỳ vạn đồng lóe lên cũng ra khỏi huyễn giới, phát hiện lính gác phía ngoài cũng đang ngạc nhiên hỏi lại có nhìn rõ vừa rồi là ai đi ra không một người nói nhìn hình thể thì hình như là như là kỳ vạn đồng cả giận nói cớ gì mà phải ấp a ấp úng giống như gì đệ tử vội vàng trả lời không thấy rõ tướng mạo nhưng thân hình đặc thù còn cả tốc độ phá không mà đi tu vi mà người bình thường khó đạt tới chắc hẳn là nguyên sắc thánh tôn nguyên sắc kỳ vạn đồng sửng sốt có phần khó hiểu không biết tại sao nguyên sắc lại như thế. Vội vã như vậy, ngay cả mặt mũi cũng không nhìn đã đi, ông ta còn đang chờ ở trong để đón họ trở lại đó. Chỉ có điều cũng có thể hiểu được, người ta có thân phận gì, còn cần phải chào hỏi những người như bọn họ hay sao. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi cũng rất bình thường. Thật tình không biết, siêu y của nguyên sắc đã nát bấy, lại mù mất một mắt, không muốn để cho người của vạn thú môn nhìn thấy bộ dạng chật vật của y tránh làm hỏng hình tượng, vì vậy mới nhanh chóng rời đi những người khác đâu, kỳ vạn đồng vừa quay đầu nhìn về phía cửa vào, năm người tiến vào, sao lại chỉ có một mình nguyên sắc xuất hiện chứ? Dưới sự khó hiểu, kỳ vạn đồng lại xoay người lần nữa trở về trong điệp mộng huyễn giới. Nhưng mới vừa vào huyễn giới trong chốc lát, trước đó làm việc ở trong huyễn giới, các đệ tử đang ở trong khu quang thảo thì đột nhiên hô lớn hô nhỏ rồi nhao nhay bay vút về hướng lối ra. La sát chiều, la sát chiều, mơ hồ có thể nghe được tiếng hô cảnh báo liên tiếp. mươi 2036, hai người đi ra hai. Kỳ vạn đồng dõi mắt nhìn theo, hai mắt trợn to thêm vài phần, chỉ thấy phía xa có ánh sáng nhập nhòe chẳng chịt bay lượn tới, tư thái trùng 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 điệp điệp, hoàn toàn không phải la sát chiều ông ta từng thấy có thể so được, có thể nói là bị giật mình không nhỏ. Đệ tử lui về nhau nhau tới bên cạnh ông ta, sợ hãi đưa tin. Thái thượng trưởng lão, la sát chiều tới, kỳ vạn đồng, ta thấy rồi, không cần ngươi nhắc nhở, có đệ tử nói, thái thượng trưởng lão, tới rồi, rút lui trước thôi. Kỳ vạn đồng không nói gì, cao mày khó có thể ra quyết định, mấy vị thánh tôn còn ở bên trong đó, hiện giờ bọn họ rút lui dường như rất không thích hợp. Nhưng mà điệp la sát minh mông cuồn cuộn tới đã xông vào khu vực quang thảo phạm vi lớn, cũng ép về phía này, nhất là nhìn thấy dẫn đầu vào tới là nhóm huyết la sát lớn thì càng sợ hãi không ngừng. Nhìn thấy tư thế vào tới không có ý ngưng lại, kỳ vạn đồng không thể không phất tay quát lên. Mọi người rút lui, một đám đệ tử vạn thú môn lập tức nhao nhao lắc mình rút lui, trong nháy mắt toàn bộ đã vội vã rời khỏi điệp mộng huyễn giới. Ai ngờ lần này lại không như bình thường, mọi người mới ra tới bên ngoài, còn đang muốn phân tích tình huống dị thường bên trong huyễn giới thì lại thấy cửa ra vào có dị động khác, số lượng lớn điệp la sát lao ra, nhóm dẫn đầu lao ra chính là huyết la sát vô cùng hung hãn. Đệ tử của vạn thú môn đều kinh hãi, lập tức lần nữa lắc mình thoát đi. Có đệ tử trốn đi chậm lập tức bị đàn điệp la sát chen trúc ra nuốt chừng, kêu lên tiếng kêu thê lương thảm thiết lấy kỳ vạn đồng cầm đầu đệ tử vạn thú môn chạy được không bao xa thì ngừng, phát hiện ra có một lượng lớn điệp la sát vẫn không tiếp tục truy kích, đang bay lượn đầy trời. Mọi người giật mình, chưa từng thấy lượng điệp la sát lớn như vậy chạy ra khỏi huyễn giới. Điệp la sát chen trúc ra ngoài, trên người không còn ánh sáng nữa, toàn bộ đã bị ánh sáng mặt trời áp chế, cũng chỉ ở trong bóng đêm thì nó mới có thể tự mình tỏa ra ánh sáng lung linh. Còn có một điều rất rõ ràng, điệp la sát nhau ra dùng hai cánh tay che mắt, đang quen với hoàn cảnh u ám trong huyễn giới, hiển nhiên không có cách nào thích ứng được với ánh mặt trời mạnh mẽ của nhân gian. Đối với những yêu tinh quen sống trong sự âm u này thì hầu như không có cách nào mở mắt nhìn thứ gì được nữa. Rất nhanh, điệp la sát bay loạn lại nhau nhau quay về, nhanh chóng trốn từ cửa vào trở về trong huyễn giới. Trong điệp cốc lại khôi phục sự thanh tịnh, chỉ là trên mặt đất có thêm mấy thi thể của đệ tử vạn thú môn mà thôi. Đối với hành động nhanh chóng rút về của điệp la sát, Đệ tử vạn thú môn cũng không có gì ngoài ý muốn. Đã qua lại nhiều năm như vậy, bọn họ biết rõ không chỉ có nguyên nhân là ánh mặt trời, điệp la sát căn bản là không có cách nào thích ứng với hoàn cảnh của nhân gian. Trước đây bắt điệp la sát ra để nghiên cứu, chưa tới vài ngày đã chết mất rồi. Kỳ Vạn Đồng lại dẫn người về cửa vào, đứng ở cửa vào, Kỳ Vạn Đồng có phần do dự, biết lúc này lại vào nữa thì rất nguy hiểm, nhưng nghĩ đến việc còn có mấy vị thánh tôn ở bên trong, cuối cùng vẫn kiên trì lắc mình một cái xông vào vừa vào bên trong lập tức nhìn thấy điệp la sát bay múa đầy trời đang tùy tiện ngung cuồng trước đây điệp la sát có phần sợ hãi khu quang thảo lúc này có vẻ hơi điên cuồng đang trắng trợn phá hủy khu quang thảo trồng trọt của vạn thú môn hủy hoạt tâm huyết nhiều năm của vạn thú môn trong chốc lát nhìn thấy có người xuất hiện một đám điệp la sát lần nữa nhào tới kỳ vạn đồng nhanh chóng lắc mình lui lại lại trở lại thế giới bên ngoài có mấy con điệp la sát lao ra ngoài sau đó lại nhanh chóng bay vòng trở về trong huyễn giới cách lối ra hơi xa chút kỳ vạn đồng vuốt râu trầm ngâm bên trong tình trạng của điệp la sát rõ ràng là không bình thường nhất định là đã xảy ra chuyện không biết mấy vị thánh tôn đã làm những gì lẽ nào có liên quan tới thánh la sát sau một lúc cân nhắc kỳ vạn đồng quay đầu lại nói đưa tin lại tông môn báo cáo tình huống bên này ra lệnh lập tức triệu tập một đệ tử qua đây vâng đệ tử lĩnh mệnh nhanh chóng trở về thi hành có đệ tử kề sát vào người kỳ vạn đồng dỉ tai thái thượng trưởng lão Hình như bọn trưởng môn còn ở bên trong, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? sắc mặt kỳ vạn đồng nghiêm lại, vạn thú môn đã từng có một vị trưởng môn mất tích trong huyễn giới, chỉ mong đừng xảy ra tình trạng tương tự thế nữa, bằng không nội.